cái gì hàng quay mới mới mất mới kêu gì hàng quay nè. Hello mấy chị nha. Hello mấy chị. Em rè theo khách đi, em nói bill không có để cho qua tuần được đâu, 1-2 ngày thôi. Em mới nói khách đi. Khách nó làm căng lên, khách không chịu dội gì chứ không gì hết trơn á. Bill gì mà người nào cũng để hết trơn. Hello mấy chị, cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ nha. Thu Hằng một áo XL, Hà Anh Tương một áo XL. Nay mệt quá mấy chị à, làm ngày nào cũng tới 2 giờ sáng ngủ dậy 6 giờ. Hôm nay không đi lấy hàng coi như là quá đuối rồi. Thu Hằng nè, 150 ngàn của Thu Hằng nè, Hà Anh Tương nè, Hà Anh Tương 150 ngàn của Hà Anh Tương nè. Đi hồi sáng rồi gái, đi rồi. Đi hết rồi nha mấy chị. Em nói mấy chị nghe nè. Em nói mấy chị khách em luôn, khách mới cũng như khách cũ. Nếu mình có công chuyện gì ở nhà thì mình từ từ đặt hàng. Em nhận hàng rồi, cảm ơn Hồng Phương. Nếu mấy chị ở nhà có chuyện gì đó, mấy chị từ từ đặt hàng. Chứ mấy chị đừng có đặt hàng xong rồi, vừa đặt hàng xong bắt đầu sáng sớm em làm bill á. Chứ mấy chị nói hàng nó để nó đi, 2 tuần nữa đi du lịch về lấy. Rồi gửi qua cái đi công tác 3 ngày 7 ngày rồi gửi qua cái chợ, chị ơi gia đình em có người mất rồi, mấy chị đừng có làm vậy. Nhà em nhỏ lắm, nhà ở thành phố chứ không phải nhà ở quê mấy chị. Cho nên là em nói thiệt với mấy chị, ở bên này bên cái chỗ phòng live của em có 2 mét ngang thôi, ở ngoài kia 2 mét ngang, một lần em live á là phải đưa bill ra đó. Nhà em bây giờ tồn tới 150 cái bill. Mấy chị người nào cũng kêu chợ mới có 1 cái 2 cái sao gửi cứ vậy hoài, nhà em không có chỗ để bill mấy chị. Thứ nhất là bữa nay hàng Tết về buộc lòng phải dập hàng nhiều, cho nên mấy chị thông cảm giùm cho em cảm giác. Ví dụ như ngày mai mình nhận bill, ví dụ như khách cũ này em sẽ để dồn 1-2-3 cái, nhưng mà mấy chị ơi trong vòng mấy ngày thôi, trong vòng 1-2-3 ngày thôi, đó là khách cũ của em, cái khách mà em biết ý á. Còn cái khách mà lạ làm ơn, ví dụ như nhà mình không có chuyện gì thì mình hãy đặt hàng. Còn nếu mà nhà mình có chuyện gì đó hay là đi du lịch gì đó. Chứ em thấy chị nào vô đặt hàng em xong cũng đi du lịch 1 tuần 2 tuần, em không chịu đâu. Còn không mấy chị đừng mua hàng. Chứ mấy chị mua hàng vậy, thứ nhất là ngày mai em không có tiền ứng để em đi lấy hàng. Cái thứ hai là nhà em rất là chật chội. Cái thứ ba là bán hàng kiểu đó rất là nản. Hàng gì xong rồi chưa kể đâu. Đặt hàng xong rồi á. Nghe nè chị Hà. Để bữa sau chừng nào chị qua em mà chị đem qua cho em. Em gửi về cho mấy đứa nhỏ ở ngoài núi hả chị. Cho tụi nó đi chương trình ở vùng núi cho nó cũng được chị. Nga dạ. Dạ. Dạ dạ. Chị đưa qua đi để em kêu con bé nó sổ cho. Con bé đối diện phòng em nó làm cho em á. Nha chị, để em like một chút. Dạ ok chị. Bây giờ em sẽ lên đồ sale cho mấy chị nè. Như hồi sáng nay bà chị khách đặt nè, Ngọc Trung, kêu inbox thì không inbox mà gọi điện lại hỏi giống như đúng rồi. Áo chị đang bận là cái set á trên, nhưng mà Nguyễn Huy Bình, nhưng mà hết rồi. Nhưng mà hôm nay sale hàng xưởng sẽ có set này, nhưng mà áo màu đen cũng dây xích và quần chín tóc giống như đang mặc nè. Đó, nói chung là bây giờ em sẽ sale hàng xưởng. Em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Em sẽ sale hàng xưởng. Như cái chị sáng nay nè, coi đặt cái áo sơ mi 250 nè. Đặt áo sơ mi 250 xong gọi điện hỏi dư đúng rồi. Hỏi mệt quá cúp ngang giữa chừng, hỏi là em mệt quá em cúp ngang giữa chừng luôn. Ủa có đặt hở? Đặt ai? Đặt lúc nào? 65kg dừa không? Mặc có loài rúng không? Mặc có loài chim không? Vải gì hả chị? Vải đó nó co giãn không? Vải đó nó mềm không?
Làm một giây luôn, tôi cúp mấy cái bụp luôn, tôi mệt quá, bán cái áo lời tôi phở tôi mệt quá. Nói chung là những người ầu ơ với giàu vậy thôi, khỏi bán đi mấy chị. Bán rồi ngồi dội về hàng bơm cũng vậy à. Cho chị em chờ CD, dạ chờ em chút nha. Để em coi thử khách đặt à. Chờ anh ơi đưa lại giùm em mấy cái móc vậy, đưa lại em hai cái móc vậy. Bán hàng mà bữa nay gần Tết mà mấy chị tồn hàng kiểu này, mấy chị giam hàng em kiểu này là em thua. Em nói thiệt, em thua thiệt. Thấy Ngọc Giang, thấy áo sơ mi này dưới 75-77 kg. Trời ơi, chốt một cái bill hàng mệt đứt ruột luôn tâm. Chứ không phải ví dụ như gửi hàng cho em hay chị Huỳnh Văn hay là khách quen ha. Như khách quen là hiểu ý em rồi ha. Chế ơi, em nhắn tin vô tin nhắn chị rồi em bị chụp cái đầm. Inbox đi, chụp hình cái đầm inbox qua rồi chút nữa. Chút nữa chị like xong rồi chị giải quyết cho, mới ngủ dậy tin Quang Thi. Thì để em nói mấy chị nghe, mua thì ai cũng thích hết trơn á, làm bill hàng cho mấy chị, ví dụ như làm mấy chị Tâm Thiện nè, làm mấy chị Hình Văn nè, nói chung là làm cho chị Yến, nói chung là mấy chị là hiểu ý rồi. Ví dụ như làm cái đó có lộn hay là có chọc là mấy chị cứ báo em giải quyết, em trừ tiền, em chả mắc nợ ai hết trơn á. Còn làm mấy người bill khách mới đồng ý rất là thích, nhưng mà khách mới nào mà đặt hàng bên em làm ơn gắn cái từ trách nhiệm vô giùm của lô đích gái. Áo này dưới 77 kg vừa, áo này phơm ngắn không phải phơm dài. Áo này phơm ngắn không phải phơm dài nha mấy chị, sáng quên làm bill ca Mỹ Lệ đây. Đa mấy chị nha. Rồi áo này 250 đúng không? Áo này nó bị mắc cái sao chàng hãng bán luôn 180.000. Dưới 77 kg bán luôn cái áo mắc sao chàng hãng 180.000. Quên gửi đồ ca Mỹ Lệ. Sao không gửi quần rin đính đá có chín tóc không có. Mấy quần đó tối hôm qua khắp hết trơn hết trọi chị. Mấy quần đó tối qua bán cho khách chia sẻ đầu like á, cho nên hết sạch rồi. Hôm nay cái bao quần đó em vẫn còn, áo khoác em vẫn còn. Nhưng mà bây giờ lên like em bán nha chị nha. Đừng like em tội nghiệp chị, không có nhớ hết khách đặt đâu. Em không nhớ hết đâu mấy chị, chứ em mà nhớ hết là em bán rầu cho em để làm chi mấy chị. Không thể nào để được, trời ơi coi cái da mà bị lùn nó quăng nè. Đó, bán hàng sao dễ thương quá. Cảm ơn chị Nguyễn Kha. Rồi thôi bây giờ lên hàng sale đi mấy chị. Đầu tiên là em sẽ sale xếp nha. Đầu tiên là sale xếp anh ơi. 180.000 của Liễu Tú Thị Thúy 180.000. Áo đó tên Linh Phạm, chị Yên còn một cái nữa mà giờ chưa biết. Đây tên Linh Phạm đây nè. Đây chị ơi, inbox giùm cho em nha. Chưa mở máy sao có nhìn gì vậy trời. Vậy thôi anh ơi, đợi chút nữa em lấy bột cô tông sao quá anh. Bộ tôi cô tông khách đặt một nồi luôn. Để em vô cái livestream cái à. Chị ơi, chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Inbox giùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Đừng có cho trên này giùm em, cho trên này người ta hút hàng chị á. Cho trên này là người ta hút hàng chị á nha. Liễu chị bộ chị bạn còn hết rồi. Nguyễn Y Bình, ủa trả lời nãy giờ rồi mà. Stop beer. À nhớ không, để anh chị kêu nó may cái quần lại, chị bù cho cái quần kia em mặc đi. Liễu Tú Thị Thúy 180.000. Inbox địa chỉ số điện thoại Liễu Tú Thị Thúy ơi. Tại vì bên em chốt hàng qua tin nhắn nha. Liễu Tú Thị Thúy, đừng cho ở đây nha chị. Đừng cho ở đây, Liễu Tú Thị Thúy nè. Liễu Tú Thị Thúy 180. Còn một cái nữa là tên Linh Phạm phải không? À, chị em nhận được quần rin rồi. Dạ, cái cục hàng sáng nay em cũng gửi cho chị Hân Gia rồi đó. Em nhắn tin trong inbox, chị nói nhân viên coi cho mình. Dạ không, bill quên. Tin nhắn bên em là em giải quyết chứ không có nhân viên chị. Nhà em không có nhân viên nha. Dạ cảm ơn nha, cảm ơn cục cưng. Còn một cái là tên Linh Phạm nè. Còn một cái like từ từ nha. Buổi trưa có mình em nha, buổi tối. Còn có anh Phước cho buổi trưa có mình em à. Tên Linh Phạm nè, 180.000. Buồn ghê chị Yên, em chốt hơn nửa tháng mà gửi hàng không có. Phúc Văn Châu, ủa Phúc Văn Châu chốt gì? Phúc Văn Châu chốt gì mà chốt hơn nửa tháng gái? Chốt gì vậy cục cưng? Quần nào mấy chị ơi, mấy chị nói cái lúc mà mấy chị dặn là em chưa có hàng, mấy chị dặn Yên ơi mai mốt có nhớ inbox cho chị nha. Ô không có nhớ hết, mấy chị thông cảm giùm em. Một ngày bill mới quá chừng luôn. Một ngày em bill mới quá chừng. Áo chị cầm mà khách lấy hết rồi nè Hằng Ly ơi. Áo chị cầm khách lấy hết rồi nha. Mấy chị đừng có buồn em thiệt á. Mấy chị đừng có buồn em. Cái này là cái đầm
Cái đầm bếp Sumi này là 530.000 nha. Em có một cái và đây còn một cái. Em có một cái thiệt luôn á, hứa với mấy chị luôn á. Để mai 21 gần Tết em mặc cái đầm này cho mấy chị coi. Nhưng mà cái quan trọng là cái đầm bếp này á, cái đầm giả bếp này nó đẹp lắm mấy chị. Nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị coi nè. Em nói thiệt với mấy chị nhìn cái vải mà mấy chị không ghiền. Mấy chị đi kiếm em. Mấy chị mà mặc cái đầm này mấy chị không đẹp, mấy chị đi kiếm em ha. Trời ơi, đẹp không mấy chị? Khi mấy chị mặc ở trong một cái gì đó nè, chị nào 90kg cũng vừa nè. Khi mấy chị mặc ở trong một cái đầm đen á, nhưng mà độ co giãn của nó rất là thích mấy chị. Đầm này 530.000 đầm bếp nha. Chị nào chưa có đầm bếp 530.000 thì chốt lên giùm em. Em nói hôm nay em sẽ xả kho là cái gì đụng vô em sẽ xả kho cái đó nha. Đụng vô cái gì là xả kho cái đó. Trong vòng 2 phút nữa quần đánh đá chín tất hổm giờ không có hàng về chị. Chỉ có tối ngày hôm qua có hàng về nhưng mà cũng không có size của chị Phúc Văn Châu. Size còn cỡ dưới 75kg thôi nhưng mà cũng sạch sẽ rồi chị. Đặt lúc chị đang like luôn. Dạ không thấy đặt. Đặt lúc em đang like là em không thấy luôn chị. Cho nên thông cảm với khách mua mừng thấy mẹ sao không bán chị. Khách mua rất là mừng ha. Rồi bây giờ lên tiếp nè. Em có một cái áo này size dưới 80kg. Áo này là của hàng xuất mấy chị. Áo này là của hàng xuất nha. Đây. Áo này của hàng xuất. Hồi sáng bill của chị Yên Phan 56 triệu anh. Áo hàng xuất này giờ bán cho mấy chị 80 ngàn. Đẹp lắm. Hả? Gì? 576 hả? Áo hàng xuất này dưới 80kg bán mấy chị 80 ngàn. Có một cái thôi. Ha, comment giùm em áo hàng xuất. Áo này hàng Quảng, áo này hàng Quảng Châu này dưới 75kg. Áo ngôi sao này hàng Quảng Châu dưới 75kg sale cho mấy chị còn 130 ngàn. Sale còn 120 đi cho ra đi cho thanh thản luôn. Dưới 75kg comment giùm em áo ngôi sao. Sale cho mấy chị còn 120 ngàn. 120 ngàn quẹo lửa mấy chị ơi. Quần đẹp ủa nhận luôn hả chị Anh Nguyễn Trâm. Mới đây mà nhận luôn hả mau dễ sợ thì cứ mua đi chị. Mua đi. Rồi lên tiếp tục nha mời mấy chị ơi. Chị nhớ chốt ship đen hay dây xích cho em nha gái. Trời ơi đừng có dặn để chút xíu lên hàng đi chị. Em không biết là có xét hay không. Xong rồi chị lại dặn em tội nghiệp em. Chị ngồi đây chị chốt đồ với em đi chị Châu. Em không có nhớ hết chị Châu à. Liên Tú Thị Thúy nè. Cảm ơn Liên Tú Thị Thúy nè. Khách mới Liên Tú Thị Thúy áo 80 ngàn. Liên nhớ inbox nha em kiểm tra nè. Cứ 5 phút là em kiểm tra lần. Không có bill là em xả nha. Chứ tại vì không xả là ngày mai em làm bill em không biết kiếm ở đâu ra luôn. À, bộ set 280 mới nhận không vừa cái quần em muốn đổi size lớn XL. À, em còn đồ bên chị đồ chị Châu sáng nay cũng đi rồi. Để em coi thử chị chụp cái set đó qua đi rồi em coi thử còn em giải quyết cho chị còn không em đổi qua set khác cho chị nha chị Châu. Chị cứ chụp qua đi chút xíu nữa em like xong em sẽ giải quyết cho chị ha. Rồi ngôi sao của Hồng Phương nè. Ngôi sao của chị gái Hồng Phương nè. Hồng Phương ngôi sao 8.000 gần 6 triệu. Nhưng thiếu đôi giày tôi buồn sao tại vì tôi chưa bung giày. Với lại ngày mai tôi sẽ la giày Yên Phương. Ngày mai tôi sẽ la giày. Tôi lấy tất cả những đôi giày mà xuất sắc nhất tôi để dành tôi xuống tôi bán hết cho mấy chị luôn. Ha. Hồng Phương 120.000 nè. Hồng Phương. À, hình thảm. Ngày mai em sẽ đi lấy cài áo hoặc là em sẽ đi lấy 30 giỏ sách. Nếu mà giỏ sách thì em sẽ tặng 30 chị 30 giỏ sách. Những chị mà thường xuyên lên chia sẻ livestream của em á, em chỉ tặng những chị thường xuyên chia sẻ livestream thôi. Còn những chị mà có thường xuyên mua hàng mà không chia sẻ thì em vẫn không tặng ha. Chị ơi em chụp rồi đã dài chút xíu em giải quyết bill chị nha. Chị cứ yên tâm đi chị Châu. Chị thả lỏng bình thường đi. Mua hàng bên em không bao giờ mất ngàn nào đâu. Chị không tin chị hỏi 100 chị đang ở đây đi. Mua hàng bên em là không có mất cái ngàn nào hết trơn á. Không hề mất luôn ha. Đây nè mấy chị áo này bị bữa giờ bị sót nè. Áo này từ 70 tới 92, 93, 94kg nè áo vàng. Vải rất là đẹp. Áo này mặc với sọt đen là em nói thì mấy chị tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi 100 sale cho mấy chị còn 120 áo vàng. 120 áo vàng nha. Áo Hàn Quốc còn không? Lấy cho em đi. Ủa, áo Hàn Quốc là áo gì? Áo Hàn Quốc. Vậy áo Hàn Quốc là gì vậy Linh Trần? Áo Hàn Quốc là áo gì không hiểu luôn. Chưa hiểu áo nào là Hàn Quốc luôn. Bữa nay có đầm yếm đẹp lắm. Rồi tiếp tục nha. Đồ chị đang mặc còn không? Không còn. Nhưng mà tí xíu em sẽ lên cái bộ này mà gần giống nhau. Nhưng mà nó bị lẻ sai rồi. Không biết có sai nào và sai nào. Mấy chị ngồi im chơi đi. Em đang like. Em chụp cái gì em like cái đó em sale của đó. Em sale sạch sẽ cho mấy chị ngày hôm nay luôn. Áo này là áo ngựa này. Dưới 75kg giống như áo ngôi sao hồi nãy nè. Rồi 120 ngàn áo ngựa.
nhớ tặng em nha, em chia sẻ mọi ngày chưa có hàng đâu gái, đừng có dặn cái gì nhớ gì hết trơn, đừng có ai nói dặn tôi là nhớ nhớ, tôi không có nhớ được đâu thiệt á. Tôi là giống như dùng từ là bà đâu tôi quất bà đó, có nghĩa là chụp đâu quất đó, không giờ nào quất giờ đó. Áo vàng của bé Lê Thảo nè. Áo vàng của bé Lê Thảo, bà kêu tôi là bà không mua đồ nữa, ngày nào bà cũng nói bà vô của bà gặp cô Quỷ Yên này bà cũng phải mua đồ. Lê Thảo 120.000 của Lê Thảo. Áo đen treo mấy ký dừa, áo đen treo là chị Châu Lưu Dừa, áo đen treo là từ 65 tới 82 ký dừa ha, 250.000. Áo đen treo em có rất là nhiều màu, để em cho chết coi luôn chị, chết Châu Lưu ơi, để em cho chết coi luôn nha. Hồi trưa chị Châu Lưu lấy cái gì thì em quên mất mẹ trời. Để chút nữa em coi tin nhắn lại cái. Châu Lưu. À khách lấy rồi Linh ơi, khách lấy rồi Linh. Khách lấy hết rồi. Cái đó có một cái à. Chị nói thử vậy, chị nói một cái câu mà gọi cho ngon lành cái nè, chị nói một cái câu mà hoành tráng lên cho em coi nè, chị có đẹp lên không? Chị hỏi gì rồi chị Châu? Áo đen treo mấy ký à? Áo đen này là 301.000 nè, áo này 301.000, sale còn 206. Em cũng vừa, chị Châu Lưu cũng vừa, chị Châu Lưu cũng vừa mà em cũng vừa nha. Em để cái camera nó làm sao, nó khó chịu làm sao. Trời ơi, cái set này là bao nhiêu người hỏi mà tôi trả lời hết nè, tôi giống như yêu nghiệt ghê. Set này chị nào dưới 80kg hút nè, trời ơi. Cái set này bao nhiêu người đặt luôn mà tôi trả lời một câu rất là gọn hết rồi mấy chị ơi. Trời ơi, trả lời một câu rất là thân thương luôn mấy chị ha. Áo chờ neo đá của chị Yến Yến nè, ok chị nè. Nghĩ sao mà xét như vậy mà tôi trả lời hết rồi mấy chị ơi, hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị kêu may lại đây, nói thôi không may lại đâu. Xét này từ 72kg tới 80kg, 72kg tới 80kg, xét này là 240, bây giờ bán cho mấy chị 200, xét trắng đen. Xét trắng đen 200 nha. Chị nào chốt xét trắng đen chốt lên giùm cho em 200 với 250 của chị Yến Yến này. Xét XL, xét XL này 200 rồi, xét này vải đẹp lắm, kèm với quần chín tóc nội, set này mà mấy chị mặc không đẹp đó. Em lấy set trắng nha. Ô cô Phượng Trần, đừng cho số điện thoại nữa, em có địa chỉ số điện thoại Phượng Trần rồi, đừng cho số điện thoại nữa nha, không những đẹp mà tự tin nữa. Đồ hồi hôm, đồ hồi hôm hình như chị Lê Thảo dặn em là từ từ gửi phải không, để chút nữa em coi thử. Thì chị cứ mua đi, nếu gửi rồi thì thôi, nếu chưa gửi thì em sẽ dục đi cho chị. Trời ơi, bộ này đẹp lắm, bộ này rất là đẹp luôn chị Phượng Trần. Chị Phượng Trần mà nhận vải bộ này chị Phượng Trần si mê liền. Phượng Trần nè, Phượng Trần còn bill nhà em nha. Xếp trắng đen khách lấy rồi, áo đen sơ mi lấy cho chị Châu Lưu, còn xếp này là có rồi, đừng cho nữa Phượng, cho nữa là mắc công tụi nó gọi chốt hàng, bên chị không có gọi chốt hàng đâu nha, biết sao không, không phải tự dưng cái xin lỗi gì mẹ. Tôi sợ mấy chị là bị tụi nó lừa đảo thôi, mấy con chó nó coi như là cha mẹ đẻ ra cái đầu gắn lên lóc lắc đi tứ chi với người ta chắc không có chịu đi làm, cho nên tôi sợ mấy bà bị ảnh hưởng rồi. Thôi Châu Lưu cái áo này nè, 260.000, áo này nó hôm bán quá trời. Châu Lưu nè, còn bill. Châu Lưu áo này nè, xếp khách lấy rồi. Ngọc Dầu ơi, áo này đẹp lắm mấy chị, nói thật sự luôn á, áo này rất là đẹp. Châu Lưu, trời ơi, tôi còn có nợ tiền hàng mấy khách đó mấy chị, tôi còn đã có nợ tiền hàng mấy khách
Mà nó bị mất nick rồi, tôi cũng không biết là giờ mấy cái nick nó ở đâu nữa. Vòng 180 kg mặc size XL cũng được, mà muốn thoải mái mặc size hết, nhưng mà mặc XL thôi. E gái là còn cỡ 80 kg thôi, gái bằng chị á, mặc XL thôi ha. XL. Anh ơi, để em đọc cho ai em mấy bộ cô tông lấy giùm em nè. Bộ cô tông coi thử rồi lấy nha, lấy bộ cô tông để em coi thử. Huỳnh Thị Hồng Phúc một bộ số 2, trao luôn một bộ số 2. Rồi bộ đây chốt cho tôi luôn rồi nè. Mấy chị chờ đi, em từ từ em vô xưởng em bán cho mấy chị từ đây tới chiều. Mấy chị đừng có đi đâu hết trơn á ha. Đừng đi đâu hết. Về nãy thấy chị đưa áo thun mà. Ờ đưa áo thun nhưng mà sale hết rồi rồi. Nè em có bộ đây mới về ngày tối hôm qua nè. Đồ chị chưa có gửi đây. Cái bộ này về tối hôm qua nè. Chị nào chưa coi hình bộ này thì cứ vô Facebook em coi hình nha. Gì vậy? Hai mã số 1, hai mã số 2. Mấy chị ơi, cái bộ này là mặc với cái chân áo này, mặc với chân váy nè. Thấy mấy chị mặc nó xéo cái tà qua, nó quyện với lại cái chân váy này rất là đẹp. Cái bộ này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg nha mấy chị nha. Dưới 100 kg. Chị nào chốt bộ này thì 280.000 giùm em ha. Thu Thu Thủy một bộ này nè. Thu Thu Thủy còn bill gom bill nha. Thu Thu Thủy nè, 280.000 của Thu Thu Thủy. Mua đồ chế em chốt ở livestream không kịp. Đồ đẹp lắm, chế làm số lượng nhiều nhiều. Em mới mua được, không có lo Linh Trần ơi. Hàng của chị là hầu xưa giờ em biết rồi. Hàng của chị mà hàng nào mà bán tràn lan mà chị không có lấy hàng Linh ơi, thiệt luôn á. Còn những cái hàng xếp này là lúc này đồ. Bộ này là của Thu Thu Thủy. Cái gì đồ em là sao chị Hồng Trần, em có gửi cho chị rồi nha. Hàng chị là em gửi rồi. Linh ơi, nãy giờ mày lấy cái đầm vest em. Linh ơi, nãy giờ mày lấy cái đầm vest chưa Linh? Thêm bộ trắng này nữa của chị Phượng Trần. Anh ơi, lấy cái bộ trắng ngăn số 2 từ trên dưới, không lấy bộ trên mà lấy bộ số 2. Lấy size L cho Phượng Trần dưới 70 kg. Chưa đọc. Yên à, Yên à, quên ghế trạm chị rồi mà đi thẳng xuống phường 16 rồi. Để em nhắn cái tụi nó chị. Còn không chị giữ ở bển đi. Chị giữ ở bển giùm em nha. Giữ ở bển giùm em đi, mấy chị chờ em chút. Em chốt 4 cái bộ khách đặt cái này nha. Thân da một bộ nè. Thân da bộ cô tông sale còn 180.000 gì anh? Số L với số 2 gì anh? Dạng anh gì mà anh nhảy tùm lum hết chị anh? Hòn thư nè. Bộ này là mới ai đặt quên mất mẹ rồi. Bộ này là của Phùng Trần nè. Gì vậy anh? Em nói anh là lấy ngăn thứ hai. Ở trên không có nè. Ở trên không có lấy mà lấy ngăn thứ hai từ trên xuống dưới. Trời ơi sao ốm dữ vậy ông? Châu Lưu bộ cô tông 180.000 của Châu Lưu nè. Hình Thị Hồng Phúc bộ cô tông 180.000 của Hình Thị Hồng Phúc nè. Đây là bộ cô tông nha. Sáng nay chị đang áo thun đen. Dạ đúng rồi, sáng nay đang áo thun. Nôn nhận đồ để chị mặc nè. Rồi, cái bộ này là của Phượng Trần nè. Phượng Trần 208. Bộ này mà đi cưới hơi bị đẹp Phượng Trần. Thứ hai là rất là trẻ trung nha. Bộ đây nhìn vậy chứ liễu yếu đào tơ gớm lắm. Ui ông chồng tôi sao ông hết bé luôn mà to. Ông chồng tôi dặn cái gì cứ ra tới cửa cái giặt tí quên mất mẹ. Rồi, 4 bộ cô tông. 4 bộ cô tông của khách là đủ rồi nè. Quá. Bộ này của Thu Thu Tỷ đủ rồi nè, xóa. Rồi, Vũ Kỳ Duyên bộ số 2. Vũ Kỳ Duyên ngăn trên XL anh ơi. Vũ Thị Kỳ Duyên ngăn trên XL. Vũ Thị Kỳ Duyên ngăn trên XL nha. Xếp trắng đen nữa đó. Dạ xếp trắng đen gì chị. Xếp trắng đen gì chị Châu Lưu nhắc giùm em một cái. Đúng rồi. Đưa đây. Vũ Thị Kỳ Duyên nè. Rồi bây giờ em lên xếp sale nha. Vũ Thị Kỳ Duyên.
set này là 200, set đùi 40 ngàn. Cái set này nè, cái set này là Linh Trần mặc được này, Linh Trần ơi. Cái set này đẹp lắm, cái set này 240. Chị Châu Lưu ơi, set trắng của chị Châu Lưu là set nào? Chị Châu Lưu nhắc giùm em cái. Chị Châu Lưu nhắc giùm em cái. Cái gì chị lên, cái gì chị ơi, nói rõ rõ giùm em cái. Bé Lê Thảo ơi, bé Lê Thảo. Có tấm size hết á. Hết đó chị Thu Võ ơi, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Cái coi cái quần này Linh ơi. Cái quần đó là quần váy nha, ở trước là đôi lộn mà. Cái quần đó kiểu là quần váy, ở trong là lớp quần nè, ở ngoài là váy nè đó. Đây là cái set trắng nha. Set trắng này cũng có 4 size nha mấy chị, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 cái đó. Áo đẹp không mấy chị? Áo rất là đẹp. Khi mấy chị mặc lên là cột ở chỗ này nè. Nhìn nó rất là hay luôn ha. Bộ này 240 ngàn. Chị nào chưa chốt bộ này thì chốt lên giùm cho em nha. Chị nào chưa chốt bộ đùi trắng, bộ áo trắng, quần váy này chốt lên giùm em. Bộ này là size dưới 80 kg nè. Bộ này của Vũ Thị Kỳ Duyên đặt nè. Vũ Thị Kỳ Duyên đặt bộ này ha. Đi ngủ đi. Có phê đi ngủ đi. Bộ này dưới 80 kg rồi. Bây giờ em coi thử trong cái bao này còn cái gì nè. Trong cái bao này còn cái gì? Áo này 250 nha mấy chị. Áo này có rất là nhiều màu. Em dơ cái màu dễ. Yeah. Áo này vải rất là đẹp nha mấy chị đây. Trời ơi, áo này là mấy chị đụng vô là vải tuyệt vời luôn. Áo này em có tổng cộng 3 màu. Màu rêu, màu đồng và màu đen, mà em thấy màu đồng là rất là đẹp nha mấy chị. Áo này thấy vậy chứ 92 kg cũng vừa nha. 70-92 kg cũng vừa. Chị nào chốt áo đồng, áo rêu, áo đen 250 chốt lên giùm em. Dạ em cũng mới lên nè chị. Rồi hôm nay em sẽ sale bung nóc bộ này nè. Nè mấy chị ơi, bộ này vải rất là đẹp nha. Bên em không có cái gì là vải không đẹp hết trơn á. Cho nên em thông báo với mấy chị bộ này vải rất là đẹp. Nhưng mà thông báo luôn hết size L. Hết size L nha. Bộ này 230 ngàn, 240 ngàn em không nhớ. Trắng có cộng dây nơ ở bụng. Đó là cái bộ đen hồi nãy phải không chị? Trắng mà có cộng dây nơ ở bụng là cái bộ trắng hồi nãy em mới đưa lên em sale hả chị? Hay là bộ trắng nào chị Châu Lưu? Cái bộ trắng hồi nãy mà em sale còn 200 là hết rồi, còn một bộ đó thôi. Còn hiện bây giờ nhà em có hai bộ trắng, một bộ trắng đùi em mới đưa lên, một bộ trắng mà có đính ngọc trai hồi nãy là 208 đầu tiên, chỉ còn cái bộ mà xẻ ngay chân là đang may lại đó. Rồi em lên bộ này cho mấy chị nè. Có 3 size. Màu đồng của Uyên Phan. Trời ơi màu đồng đẹp lắm Uyên Phan. Tôi cũng để cái màu đồng đó. Để đồ Tết trên Tết này ở chuồng luôn đó. Uyên Phan 250 ngàn. Ủa 200 khách lấy rồi. Em mở tủ lạnh nãy giờ mà. Đây bộ này bây giờ xe mấy chị 170 cho hết hàng nè. 230-240 xe 170. Nhưng mà bộ này còn size từ 72-80 kg. Có nghĩa là còn size dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Xe 170 ngàn bộ này. Bộ này mà mấy chị cầm vải lên mấy chị nứt dách đổ tường luôn ha. Bộ này em còn vài bộ nè. Hết size dưới 70 kg rồi nha. Em nói thiệt với mấy chị, đụng vô bộ này mà mấy chị không ghiền cái nếp vải đi kiếm em. Nó là màu ở ngoài, nó là màu cà phê sữa mấy chị. Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị, vải đẹp lắm. Rồi chị nào chốt xếp cà phê sữa sale còn 170 ngàn, chốt lên giùm cho em. Cái quần là vải mấy chị khỏi chê rồi. Cái quần vải khỏi chê. Bây giờ em có size dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Chị nào chốt xếp cà phê sữa thì chốt mau lên, đừng đợi hết hàng rồi chốt. Cái bộ đó chị kia chốt trước chị Châu Lưu rồi. Bộ đó là hàng sale nha chị Châu Lưu. Rồi hết rồi mấy chị ơi. Bộ này có tổng cộng 3 size, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg ha. Đờ ráp Niệm Cường Loan một bộ dưới 80 kg nè. Đờ ráp Niệm Cường Loan 170 nghìn nè. Rồi chị nào chốt lấy một bộ dưới, lấy một bộ gấu mini nhiêu ký lắm gấu mini ơi. Hồng Vương nè, Ngọc Châu lấy bộ này. Bộ này hết size của chị Ngọc Châu nè nha. Trần Ngọc Thúy Vi là XL. Trần Ngọc Thúy Vi để coi thử còn XL hôm nay nè. Hết rồi mấy chị. Ít đù. Nè bộ trắng em còn một bộ nè. Bộ trắng em
còn một bộ nè, em chốt với chị Châu luôn nha. Bộ trắng em còn một bộ, em chốt với chị Châu luôn nè. Bộ trắng còn bộ, chốt cho chị Châu luôn 200 ngàn nè. 200 ngàn của chị Châu luôn. Em còn size dưới 90kg thôi nha. Cà phê sữa mình như hết size nè. Lóng mini nhiêu ký? Cà phê sữa của Linh Trần dưới 90kg. Linh Trần vừa không Linh Trần? Em sợ bị rộng, Ngọc Châu size XL hết luôn nè. Cái áo sau lưng 250 nè, Lê Thiệu Hoa XL nè. Chị Huỳnh Văn còn size, chị Huỳnh Văn nè. Còn size của chị Huỳnh Văn 170 ngàn nè. Còn size của chị Huỳnh Văn 170 ngàn, 75kg hết rồi. Dưới đẹp quá mà không có size 80 ly, 5kg cà phê sữa của chị. 85kg cà phê sữa của chị Huỳnh Sáng nè. Dạ hết rồi mấy chị, còn có set mà chị The Rap Niệm Cường Loan hốt rồi, 170 ngàn của Huỳnh Sáng nè. Mấy chị ơi, set lễ em còn nhiều lắm. Ủa không thấy em à? Thấy em nhưng mà không có dám chốt. Lấy cho em không có sai, có lấy cho tôi không có. Cà phê sữa, cà phê sữa của chị Ngọc Phi Trần còn một set cuối cùng của cô Ngọc Phi Trần nè. Ngọc Phi Trần 170 nè. Trời ơi bộ này vải đẹp lắm, bây giờ chỉ còn hai bộ dưới 100kg thôi, 70kg không có sai em à. Hết rồi. Cà phê sữa bây giờ chỉ còn size 90 tới 100kg là hết rồi nha. Hết luôn mấy chị. Trần Ngọc Thúy Vi không có size em. Thấy nhưng mà không có size mấy chị à. Em thấy nhưng mà em không có size. Còn một bộ 90kg nữa nè. Còn một bộ dưới 90kg. Không có size hết đâu. Còn có bộ Dress Niệm Cường Loan chốt rồi. Bộ kem luôn 90kg của Châu Lưu nè. Chị Châu Lưu lấy size, ủa chị Châu Lưu cao nhiêu nặng nhiêu mà lấy size 90kg, 85kg hả? Chị Châu Lưu nè, 170.000 nè, 170.000 của chị Châu Lưu nè. Em nữa chị rồi, cá rồi. 70kg hết size, size L mà hết rồi, để em sell cái hàng khác rồi chế vô chế chốt giùm em nha. Còn hàng này hết đây. Còn được cái áo sơ mi, áo này đẹp lắm. Em thấy em treo lên cho mấy chị coi cái form áo. Áo này dưới 77kg, chị yêu ơi cho em xem mẫu áo khoác đi. Dạ Vương Tú Vân nhiêu ký? Mạng yếu. Nhi ơi Nhi, còn bộ và hai bộ thì Nhi chốt đi. Không đo là cái gì? Cao nhiêu nặng nhiêu? Có chiều cao cân nặng đó không chị Châu Lưu? Đây, em còn cái này nè mấy chị, cái này 250, còn cái sale luôn cho mấy chị 180 ngàn cho hết hàng. Dưới 77kg áo sơ mi. Áo sơ mi form không có dài lắm nha. Đây, cho chị coi lại set. Set cho chị máy bay giá tốt. Chút nữa chị máy bay giá tốt mà có chút hàng cho em xin lại chị địa chỉ số điện thoại nha chị. Tại vì em bị mất nick rồi, em không có còn ha. Áo phía sau còn màu, áo phía sau còn màu đỏ không? Áo phía sau còn chị neo đen không à chị? À, bây giờ em dơ bộ 100kg lên mấy chị không biết form luôn á. Đây nè mấy chị ơi, bộ nè. Em còn hai bộ 100kg màu cà phê sữa, vải đẹp lắm. Vải bên em co giãn đã rồi lắm. Em à, áo đỏ chị Yến không có vừa. Áo đỏ chị Yến không có vừa. Nguyễn Hiến Ngọc áo sơ mi nè. Nguyễn Hiến Ngọc áo sơ mi. Mới nói như quên mất mẹ. Bán 170 ngàn luôn. Nguyễn Hiến Ngọc chút nữa inbox giùm cho em. Địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nguyễn Hiến Ngọc. Nếu mà chị Châu Lưu mà lấy cái size dưới 90kg là em xả bộ trắng 200 ngàn của chị nha. Đó. Mới đưa lên đó Nhi à. Không có vừa chị Yến à. Nguyễn Yến Ngọc 170 ngàn nè. Chúc Nguyễn Yến Ngọc cho chị Yến xin lại địa chỉ số điện thoại vô phân bay giùm chị nha. Nick ta bị mất nữa rồi Yến ơi. Áo phía sau chị Dinh, áo này chị mặc được mà. Mặc được mà hơi ôm nha chị Dinh đi. Mặc được mà hơi ôm nha chá. Mặc được mà hơi ôm à, em lấy hết xích cà phê sữa khó đang treo trên tường. Ý em hỏi chị Vương Mỹ Vân là cao bao nhiêu, chị neo đen bao nhiêu, 250 bạc biên hà hòa à, bạc 67kg là hơi rộng chút. Xeo còn 170 nha chị, máy bay giá tốt. Không, con gái chị mặc bộ trắng. À vậy hỏi chị Châu Lưu ok. Em sợ thôi. Rồi chị Thảo Beo lấy một bộ cà phê sữa 100kg nè. Thảo Beo lấy bộ cà phê sữa dưới 100kg nha. Có 7kg vừa nhưng mà hơi rộng tí xíu nha bạc biên hòa. Chị kiếm thì không có tính. Trời ơi, bao nhiêu người bán biết size mà mày ở trường mày thắt cừ ghê á. Áo khoác mà size của chị Vương Mỹ Tâm là em hết size chị rồi. Em còn size dưới 70, dưới 80 và dưới 100. Còn cái size chị là size dưới 90kg hết sạch luôn rồi chị, thiệt luôn á. Chứ size bên chị là bên em lúc nào cũng may size bên chị nhiều hết trơn á. Bộ này là của Thảo Beo nè.
Thảo beo, thảo beo 170 này. Rồi còn một bộ 90 tới 100 ký. Chị nào chốt thì chốt mau nha, chứ em mà cắt đồ là em không có ra lại hàng đâu, em nói thiệt luôn á. Em mà cắt đồ là em không ra lại hàng luôn, hậu quả tính sâu á nha mấy chị nha. Ngồi im đó chờ em đi sắp bao ra em hút đồ nè. Ngồi im hết đó mấy chị. Chị Vương Mỹ Vân, hai chị em là coi như né né nhau luôn á. Hết áo khoác 90 kg rồi. Dạ dạ rồi, giờ chụp gì xéo đó nha mấy chị. À, đây đây là quần dưới 70 kg, đây là quần màu lông chuột dưới 70 kg xéo luôn cho mấy chị. 70.000 quần, 70.000 nha, quần dưới 70 kg xéo 70.000. Quần dưới 70 kg xe 70.000. Chị nào chốt quần này chốt lên giùm cho em ha. Quần dưới 70 kg xe 70.000. Chị nào chưa chốt quần này thì hôm nay chốt lên giùm cho em. Dưới 70 kg nha. Dạ cái áo khoác nhung mặt vải chị, chị Vương Mỹ Vân, áo khoác nhung mặc ra đường mà trời nắng á chị mặc nó mắc rợ luôn, chứ nó không phải mắc thường đâu. 70.000 quần dưới 70 kg nha. Chị nào chưa chốt quần 70 kg chốt lên giùm em ha. Em nói chị mà cái bao, mấy cái bao hàng sale chuẩn bị em dắt vô từng bao, em hút hàng rồi đó vô nè, là mấy chị ghiền luôn, nói thiệt luôn á. Đây là đầm dưới 70 kg, lấy kim chuột 70.000 của người Trần Ngọc Thúy Vi nè. Trần Ngọc Thúy Vi, mấy quần này không có nữa đâu nha mấy chị. Trần Ngọc Thúy Vi 70.000 nè. Đây là đầm lưới, đây là mấy chị đầm lưới em còn 1, 2 cái, 3 cái gì đó, nhưng mà bây giờ có nhiều bán nhiều đi. Cái đầm này dưới 70 kg mà đẹp lắm. Đầm này 300 giờ sale cho mấy chị còn 200.000 nè. Đẹp không mấy chị? Ở đầm này dưới 70 kg là đầm này phơm là hơi bị đẹp. Đầm này xưởng nhà em nha, cho nên mấy chị cứ tin tưởng xưởng nhà em vải rất là đẹp và đường kim nét chỉ rất là đẹp. Đầm này em còn size dưới 70 kg bán luôn 200. Đầm này em còn size dưới 70 kg bán luôn 200. 200.000 đầm này. Chị nào bữa giờ chưa chốt, chị nào bữa giờ chưa chốt đầm này thì chốt lên giùm em nha. 200.000 mấy tình yêu ơi. Dạ không chị, chị phải mặc 90 kg nó mới đẹp, thiệt luôn, chị phải mặc 90 kg nó mới đẹp. Đầm 200 của Vân Nguyễn nè. Vân ơi inbox lại chị Yên vô fanpage địa chỉ kèm số điện thoại nha Vân ơi. Tao bị mất nick rồi, tao bị mất hết trơn hết trọi rồi, phải cho địa chỉ kèm số điện thoại nha, chứ không có là không có biết chốt hàng ở đâu luôn á. 200 của Vân Nguyễn nè. Rồi để em kiểm tra thử mấy chị hồi nãy giờ mua hàng cho địa chỉ số điện thoại chưa. Chưa cho xả mẹ hết luôn rồi cho rồi. Em nói thiệt luôn á, chưa cho thì xả luôn rồi mấy chị. Chưa cho xả luôn rồi chứ. Bán rồi không có địa chỉ số điện thoại nó cũng vậy à. Thiệt luôn á, bán rồi không có địa chỉ số điện thoại nó cũng vậy nha mấy chị. Cho nên thà xả luôn từ đầu đi cho khỏi mất công phiền phức. Hồng Trân nè, Liễu nè, Khu Võ nè, Vui Phạm có rồi nè. Vô lại nha mấy chị nha.
Dạ tùy ngày vậy chị, do Facebook của chị Yên à. Tôi thích áo và đang mặc à, em vô nhắn tin tại cái fanpage này cho chị luôn đi Vân, cho mai mốt khỏi mất. Rồi tiếp tục nè, tiếp tục nè. Đây là một cái chưa biết cái gì luôn á. Trời trời, ở đâu mà nó còn cái hàng này vậy trời? Hàng này tôi không có bán cho khách mà ở đâu coi nè, mấy chị ơi đồng lực tay đi tiệc nè. Đây. Trời trời, tôi không nghĩ tôi còn cái đồng đi tiệc này bị sót lại một nùi mấy cái luôn nè mấy chị. Coi giùm em cái nào đẹp không? Trời ơi, đầm đi tiệc này là hơi bị xuất sắc luôn á. Đầm này size 80-90kg. Đầm này size 80-90kg. Đầm này bán sale 300 ngàn, bán sale cho mấy chị 201 ngàn. Coi giùm em cái nè. Tôi không nghĩ là tôi còn đầm này luôn á mấy chị. Tôi không nghĩ là tôi còn đầm này luôn nha. Đầm này 201, chị nào mà không mua là coi như cực kỳ sai lầm đầm này mấy chị ơi. Thêm một cái cờ, thêm một cái cài áo vô nữa để chị kiếm size XL cho Ngọc cho. Thêm một cái cài áo vô nữa, trời ơi nhức nhói luôn. Nhức nhói con bà bảy luôn. Đầm này 80-90 với em là mặc size XL thôi. Để chị coi thử còn cái nào chị để cho Ngọc nè. Trời trời, vải đẹp nữa chứ, vải rủ. Vải rủ quá trời quá đất luôn. Trời trời trời, wow, size lớn quá đúng rồi. Đầm cá tay 70kg. Đầm này không có size chị Châu. Không, đầm này size 80-90kg nha. Đầm này size 80-90kg, đầm đã coi hình như là còn. Còn nhưng mà để coi thử, đang lôi hết cái vàng ở cái ngay cái kệ đó ra sale luôn mà. Cho nên là phải chờ ha. Cái đầm này là của Jenny Nguyễn vừa nè. Trời ơi đầm này đẹp quá. Chốt cho Jenny Nguyễn nè. Đầm này Jenny Nguyễn vừa nè. 201. Ồ, cái đầm này là mấy chị mặc đi tiệc mà không đẹp đi kiếm em. Thiệt luôn. Đầm ngọc trai sale còn 150, đầm này size, đầm này size 3X nè, 90-100kg đầm ngọc trai. 90-100kg đầm ngọc trai giống như mấy bữa em mặc em ngồi em like dưới phân xè đó. Rồi đầm ngọc trai 90-100kg sale còn 100 ngàn, sale còn 140 ngàn đi mấy chị. 140 ngàn đầm ngọc trai nha, sale còn 140 luôn. Còn 140 quẹo lựa mấy chị ơi, quẹo lựa 140 nha. Quẹo lựa 140. Đầm 140 nó có size 80-90kg. Chị ơi, à chút tiếp màu kem á hả chị, máy bay giá tốt. Chút nữa inbox giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị. Máy bay đậu em nha mấy chị, chút nữa inbox giùm cho em nè. 170 ngàn của chị, máy bay giá tốt nè. Chanel đá bao nhiêu vậy? Chanel đá 250 ngàn á chị Loan Phương. Đầm đen đã chốt cho khách rồi, chút xíu có nữa em chốt của chị Vương Phụng sau nha. Ngọc trai em vừa, ngọc trai size 90-100kg lận. Ngọc trai đó, ngọc trai đó chị vừa đúng rồi. Ngọc trai 90, chị 90kg mà chị có mét năm mấy là vừa đúng không chị? Jenny Nguyễn nè, 140. Trời ơi mấy cái đầm này mặc lên dễ thương lắm mấy chị. Em hay mặc ngồi like là những cái đầm này nè. Ngọc trai em còn size 80-90kg nha. Ngọc trai em còn size 80-90kg. Dạ em đang lên đồ em cũng không biết nữa. Tại vì em bị lẻ size á chị. Em bị lẻ size. Đầm ngọc trai có size 80-90kg mấy chị. Nè cũng giống như cái đầm hồi nãy nè. Nhưng mà cái đầm này size 80-90kg, sale luôn 200 nè. Cái đầm lúc nãy dưới 70kg thì cái đầm này nè, trời ơi mấy chị trúng rồi. Mấy chị trúng mánh luôn rồi đó. Đầm này size 80-90kg, comment giùm em đầm rớt tay nha. Đầm rớt tay 80-90kg, sale luôn 200. Facebook là gì vậy chị yêu? À, Facebook là cái gì chị Vương? À, FD là cái gì em không hiểu chị. Rồi đầm này 80-90kg đầm rớt tay nè. Chị nào chốt rớt tay 90kg chốt lên giùm em. Trời ơi hôm nay mấy chị trúng mánh rồi. Trúng mánh đậm luôn á chứ không phải trúng mánh thường đâu. Nè chuẩn bị trúng mánh tiếp nè. Set 320 sale còn 250 ngàn. Mấy chị trúng mánh tiếp nè. FD là cái gì đâu chị? FD là cái gì em chưa biết luôn á. Dạ FD là gì chị? Nè bây giờ mấy chị muốn trúng mánh là mấy chị biết rồi đúng không? Set thể thao bên em hơi bị đẹp. Jenny Nguyễn này giờ cũng biết cái view ghế nằm ở đâu, nãy qua cái chéo rồi. Jenny Nguyễn nè, 140 nè, bỏ đây chút nữa hậu quả tính sau. Ở trong bịch. Cái gì mà em chưa lên chị đừng có hỏi chị.
Cái gì em chưa lên, chị đừng có hỏi, chị hỏi chị em bị rối loạn tiền đình đó chị ạ. Bộ thể thao này là 72 tới 82 kg nè. Trời ơi, chị nào mà chưa chốt bộ thể thao, chị nào mà chưa chốt bộ thể thao Dior này của em là coi như hôm nay là trúng mánh luôn. Nhưng mà em chỉ còn size từ 70 tới 82 kg thôi, 72 tới 82 kg thôi. Chị nào chốt bộ thể thao này chốt lên giùm em 72 tới 82 kg nha. 72 tới 82 kg này chị Vân không biết vừa bộ này không nữa. Chị Vân vừa bộ này nè. Chắc chị em vừa là chị vừa á. Trời ơi bộ này nè mấy chị yêu ơi, vải đẹp lắm. Mấy chị nghe em đi, bộ này 320 sale còn 250 ngàn. Nhưng mà có 1 2 bộ thôi nha. Chốt thì chốt lẹ giùm cho em với nha. Bộ thể thao này. Bộ thể thao của Như Lùng nè. Chị xem đi Nguyễn đừng mà. Yên tăng vừa nè, Nhi Lùng nè. Ba chị em gửi view nè, chuẩn bị vô vô. Nhi Lùng nè, chuẩn bị vô zoom luôn nè. 250 của Nhi Lùng, trời ơi quá rẻ luôn mấy chị. Mấy chị có thấy rẻ không? Của chị Yên tăng một bộ nè. 2 của chị Yên tăng một bộ nè, giá chào còn 2-3 bộ để bán cho mấy chị nha. Giá chào còn 2-3 bộ 250 nè, trời ơi quá đẹp và quá rẻ luôn á. À, đầm đầm rớt tay của chị Huyền Trần nè. Đầm rớt tay của chị Huyền Trần nè. Chị Tâm Thiện nè. Đầm rớt tay của chị Tâm Thiện 200. Đầm rớt tay của chị Tâm Thiện 200. Không có size Thanh Nhàn. Dạ tại vì em đang sale hàng size lẻ đó chị. Cho nên là có gì bán nấy nha. Chị Loan Phan 75 kg. Giá trò giấy phật còn xếp bán cho Loan Phan nè. Y luôn á Loan Phan ơi. Loan Phan nè, 250 ngàn nè. Còn nữa không mấy tình yêu ơi? Giá trò giải phật còn bộ 2 bộ bán cho quý vị quan viên hai họ nè. Hình như cái này là zoom hay sao? Rồi cái này là zoom chút xíu bán sau nè. Rồi hết mấy chị ơi. Còn 3 bộ thể thao chốt mẹ hết rồi nha. Chị ơi cho em xem lại bọn bị ngồi sau. Cái gì bọn bị ngồi sau là cái gì? Đừng có hỏi những cái gì em chưa like. Xuân Trần ơi đừng cho địa chỉ số điện thoại trên đây. Tại em hết bộ đó rồi. Bộ thể thao mặc sướng tuột cả quần. Mấy chị nghe. Mấy chị nghe. Ủa Minh Hòa Vương ngày hôm qua em chốt cái đầm sale 230 ngàn trên Facebook hả Minh Hòa Vương phải không? Chị Xuân Trần ơi, bộ đó hết rồi, chị chốt không có kịp nha. Chị Xuân Trần ơi, bộ đó hết rồi, chị chốt không có kịp ha. Chốt không kịp nè, em có cái đầm bi bán nha mấy chị. Em chưa biết cái đầm bi này là gì. Cái đầm bi này, chị nào mà không cỡ trên 85-87 kg thì mới hốt được. Đầm bi này em có một cái, mấy chị ơi, mặc thoải mái lắm. Nhưng mà form rộng. Đầm bi nào 87 kg tới 100 kg vừa nè. Chị nào từ 87 tới 100 kg vừa đầm bi này chốt giùm cho em ha. Đầm bi này sale cho mấy chị còn 150 ngàn, còn có 1 cái thôi. Đầm bi còn đúng 1 cái. Đầm bi còn đúng 1 cái, size 87 kg trở lên nè. À còn cái đây nhỏ nhỏ chút nè. Jenny Nguyễn đầm bi nè. Đầm bi 150, em còn 1 cái dưới, còn 1 cái 80 tới 90 kg nha. Đầm bi 150 của Jenny Nguyễn. Trời ơi chị ơi, chị đừng có thả cái mặt mà đổ mồ hôi hột, em cũng mệt lắm chị Xuân à. Chị Xuân thông cảm giùm nha. Đó, bộ thể thao chị chốt được không? Dạ không chị. Còn một cái dưới 90 kg. Còn một cái đầm bi dưới 90 kg. Đầm này em hay mặc mà ngồi live stream á mấy chị là đầm này nè. Vải nó rất là thoải mái ha. Vải cực kỳ thoải mái luôn. Rồi lên tiếp đầm rớt vai còn một cái size 70 kg nè. Đầm rớt vai còn một cái size 70 kg. 300 sale còn 200. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em. 300 sale còn 200 mấy chị. 300 sale còn 200. Cái này là còn 2 cái nè. Còn 2 cái size L dưới 70 kg. Còn hàng nè. Rồi bây giờ em lên zoom cho mấy chị nè. Zoom này bình thường 300 ngàn nha mấy chị. Bây giờ sale cho mấy chị còn 230 ngàn. Nhưng mà size dưới 70 kg thôi. Bi chị Euro Phạm vừa. Đầm 70 kg má, trời ơi. Mua hàng mà kêu tới má luôn. Nhiều lúc bán tự ái dễ sò thiệt chứ. Nhiều lúc bán tự ái lắm nha Trần Ngọc Thí Vi. Bán mà chảnh gốm. Bán mà chảnh gốm Vi à. 200 ngàn của Trần Ngọc Thí Vi nè.
dưới 70 kg, đúng rồi, nằm đó từ 60 tới 70. Dùm nè mấy chị ơi, ngày hôm nay em sẽ sale 3 cái dùm Dior cho mấy chị. Cái dùm này mà mấy chị mặc lên mà không đẹp đi kiếm em nha. Thứ nhất là nó là phông lửng, thứ hai nó rất là đẹp, nó có sạc ba tia kéo ở trước cho nên mấy chị đi đái rất là dễ, nhất là những chị hay nhậu. Nhưng mà em còn ba cái dưới 70 kg nè, đây là cọng dây địch cột giữa bụng nè, nó có hai con đĩa hai bên nè. Rồi 300.000 sale còn 230.000 đi cho nó mau gọn. 300.000 sale còn 230.000 dưới 70 kg. Chị nào 60 tới 70 kg hốt dùm này, hốt nha, chứ không rất là uổng nha. Còn đây nè, còn để coi size gì, size L luôn nè. Đấy, còn ba cái dùm size L dưới 70 kg hốt lẹ đi mấy chị, không hốt là rất là uổng và rất là tiếc luôn nha. Như lùng kiếm XL phải không? XL như chị em hết rồi sao? Cái này là cũng là FF nè, nhưng mà size cũng dưới 70 kg nè mấy má. Cái này cũng giống vậy nhưng mà size dưới 70 kg. 300, sale cho mấy chị còn 230.000. Trời ơi em bị lóc phanh nít hoài à, chị Thảo đổ thì thu à. Chán, chán muốn chết luôn á. Nè, còn dùm này size L luôn nè. Đó, còn dùm size L. Còn dùm này size 90 tới 100 kg nè. Chị nào chị máy bay giá tốt hốt đi, hoặc là Nhi Nguyễn hốt đi, chứ không uổng lắm. Cái này là size 90 tới 100 kg. Cái nào em đưa lên là y chang giống vậy nè chị Nhi à. Nhà Nhi luôn à. Em biết mà có cho tôi không, không có size XL đấy đâu. Có size XL là em để dành em mặc rồi đâu tới chị. Em cũng thèm muốn chết luôn, bữa giờ quên mất mẹ. Bây giờ chỉ còn size 90 tới 100 kg và còn size dưới 70 kg thôi. Chị nào chốt được thì comment lên giùm em ha. Chị nào chốt được dùm này thì comment lên giùm em nha. Comment quẹo lửa đi mấy chế ơi. Có đầu tiền mẹ. Đang lên xếp bộ nữa nè chị Thu. Một bộ dùm 87 kg, có đâu 87 kg. Em nói mấy chị không nghe à mấy chị. Em nói là em còn size dưới 70 kg và còn size 90 tới 100 kg. Em còn có hai size đó thôi nha mấy chị nha. Nhưng mà mấy chị 90 kg thì mặc size 90 tới 100 kg cũng vừa, tại vì dùm mặc rộng nó mới đẹp. Ok. Dạ. Cho coi lại cái 70 kg Dior rồi, cho chị coi lại luôn. Đây là nè, nè chị Vũ xem. Cái dùm này em còn size lớn nha chị nè. Dùm này em còn size 90 tới 100 kg nè chị Vũ Sen ơi. Mà em mấy chị coi cái vải nè, cái vải nó rất là đẹp. Cái thứ hai là may dây kéo ở trước. Mấy chị đi đái đĩa cũng rất là đẹp. Ở đây nó may cái đường chip bell nè. Mấy chị thấy không? Con đĩa hai bên nè để gắn dây dây định nè. Thứ hai là nó là phom lửng. Nó là phom lửng mấy chị cực kỳ dễ mặc đồ. Đây. Đây là FF nha. FF này còn dưới 70 kg. Dùm FF này còn dưới 70 kg và dưới và size từ 90 tới 100 kg dùm nha. Chị nào chốt dùm thì chốt lên dùm em. Rồi cho chị coi là cái Dior dưới 70 kg. Dior dưới 70 kg luôn. Đây. Dior dưới 70 kg. Chị nào chốt Dior dưới 70 kg chốt lên dùm em Dior dưới 70 kg nha. Đây mấy chị ơi. Dior dưới 70 kg cũng giống như vậy. Có, em có mấy bộ 600 cũng đẹp mà cũng có mấy bộ 300. Tên Linh Phạm, em lấy FF đi cho nó đẹp, tên Linh Phạm. Chị theo chị là FF đẹp, còn em thích em ưng cái gì thì em lấy cái đó nha, tên Linh. Tên Linh Phạm lấy một cái 70 kg. Ok, tên Linh Phạm nè. Rồi, cái dùm này nó xuất sắc lắm mấy chị. 230.000, dùm này 300 á. Sao biết tôi còn cái nữa hay trời. Nhỏ rồi nó ghê thiệt đó chứ. Sao nó biết tôi còn cái nữa hay dữ gì ông Trần Ngọc Thúy Vi nè. Chắc gì hai mẹ con mặc cho Tết nay xong kiếm hộp bích á. Trần Ngọc Thúy Vi nè. Dễ sợ thiệt. Trần Ngọc Thúy Vi 200 nè. Chắc mua giùm ai trong này nè. 90 kg. 90 tới 100 kg nha Thảo Beo. 90 tới 100 kg nha cục cưng Thảo Beo. Bữa nay Thảo Beo trúng mánh rồi nè. Thảo Beo 230.000. Dùm này vải đẹp lắm. Hàng bên em cái nào cũng có co dạng hết chị Hương. E, chị em xanh đôi. Gì chị em xanh đôi thiệt á hả? Thiệt không? Hai mày bắt má mặc vô kêu chị em xanh đôi dễ quỷ. Mẹ
Mẹ, có gì em xin lôi mua hai bà DA70kg của Huỳnh Trang. DA70kg của chị Huỳnh Trang. Huỳnh Trang ơi, nhớ inbox cho em lại địa chỉ kèm số điện thoại nha Huỳnh Trang. Mắc mẹ cái nick rầu. Inbox lại vô fanpage DA. Ủa lộn đây. Đây, à đúng rồi. DA à, 230.000 của Huỳnh Trang nè. À hồi bữa lấy FF rồi đúng không Huỳnh Trang? Rồi, inbox cho em địa chỉ số điện thoại lại nha Huỳnh Trang ơi. Dùm của Vũ Sen nè. Vũ Sen chị nhớ inbox lại giùm em dùm của Vũ Sen nè. Dùm của Vũ Sen nhớ inbox lại giùm cho em luôn nha chị Vũ Sen ơi. Ha. Nhi Lùng lấy một cái. Lấy một cái DR size chơi dưới 70kg không Nhi Lùng. À, bộ set đó chỉ trung ghê đồ đẹp. Thấy vui trong lòng. Cảm ơn chị Huỳnh Văn. Nhi Lùng nè. Mai gửi view như... À, sáng mai em đi đã mỏi rồi. Không biết sáng mai có đi build được không? Sáng mai lỡ mấy chị nào có nôn build thì cứ nhắn tin 4 giờ sáng vậy em làm build cho mấy chị nha. Còn không thì ngày mốt em giao build hết cho mấy chị. Nhi Lùng nè, 230.000 của Nhi Lùng. Hả, à, em mua FF 300 đó đúng rồi. Lấy DO 70kg rồi, còn một cái DO 70kg nè. Rồi Hương Nguyễn ơi, inbox cho em địa chị. Em lấy FF cho chị Vũ Sen hả, chị có cái FF còn size 3X là hết rồi, hết sạch sẽ luôn rồi. Hương Nguyễn nè, chị Hương Nguyễn ơi, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại liền nha. Trong vòng 5 phút nữa không có là em xả view nha chế ơi. Không có FF 80kg. Sao người ta kêu là còn là dưới 70kg và từ cờ và còn 90-100kg mà giờ kêu lấy FF 80kg ông nội. Sao mấy chị làm khó em dữ vậy mấy chị. Không, không có, dĩ nhiên lùng xả đây. Trời ơi, giờ biết cái nào xả đi mấy chị, sao cứ giỡn hoài vậy mấy chị. Trời ơi, tôi cho lại trong cái nick nào vậy Huỳnh Trần. Nên nếu mà cho lại vô phân bay, cho lại vô phân bay một lần này nữa thôi, không bao giờ xin nữa, thiệt luôn á, hứa luôn. Tôi bị bung nít hoài, mấy con chó kho của tôi nó bung nít tôi hoài à. Chị ơi, chị đọc giùm em cái này sữa không có đẹp đâu. Tậu em giữ cho chị đi. Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi ơi, tậu em Nhi ơi. Nhi ơi, Nhi không biết thương em hả Nhi ơi. Nhi ơi là Nhi ơi, nghĩ sao mà bảy mấy ký đi mặc cái size 90-100kg. Không có đẹp, đồ em ra hàng ngày. Mấy chị muốn mấy chị nói yên ơi. Qua tuần ra mẫu dung nào có tay mà lửng hay là dài gì đó đây là tối nay tôi sẽ vô Facebook. Tôi sẽ vô YouTube, tôi sẽ kiếm mẫu cho mấy chị. Cái mắt gì tự nhiên cái dung này đi mua 230.000 mà dìa đi sửa cho nó tét vú chi vậy mấy má. Thì dưới 70kg của Lam Võ. Không, đừng có mặc vậy chị Nhi Lùng. Mình mua mình đứt ruột đồng tiền lắm, đừng có mua vậy. Bán vậy em cũng không có vui đâu chị, thiệt á. Bán vậy em cũng không có vui. Tự nhiên mình mua bộ đồ gì rồi mình đi sửa, rồi trúng cái mẹ sửa đẹp không nói, sửa mất hết 30-40 ngàn, 50 ngàn. Trúng cái mẹ sửa xấu như quỷ sứ luôn. Mua chi vậy chị, mấy chị ưng cái gì mấy chị nói yên ơi. Ra cái zoom đó đi. Là tối nay em sẽ xem xét công việc đó, hoặc là mấy chị thích cái zoom nào gửi em. Em cảm giác nó hợp thị trường đó, nó hợp sở thích của em. Tại vì em bán em phải thích là em sẽ ra cho mấy chị, còn không là em sẽ sửa chi tiết lại. Mấy chị hiểu không? Chứ mấy chị đừng có làm vậy. Ra cái bộ đồ mình mặc lên nó không có thoải mái. Thứ nhất là đồ mặc lên không thoải mái là người ta sẽ không thích mặc. Ví dụ như lỡ người ta mua gì đi, người ta đứt ruột đồng tiền, người ta mặc lần, người ta không có mặc lần hai. Dạ Quỳnh Như, Như Ký, Quỳnh Như ơi. Không, đó là em nói đúng cái sở trường của em. Ví dụ như em để dành đồ mặc nè. Ừ, em cảm giác những cái bộ này em thích, em thoải mái, em sẽ mặc. Còn không thích, không thoải mái, em không mặc. Bản thân của mấy chị đi mua đồ cũng vậy á. Rồi tiếp tục nè mấy chị. À, đây Nguyễn Yến Ngọc. Chốt cái đầm xéo tay Nguyễn Yến Ngọc nha. Em thích dùm yên. Còn 80kg để em nha. Chút nữa lục lọi, nếu mà còn size dưới 90kg em sẽ để Nhi Lùng. Nếu còn size dưới 90kg em sẽ để cho Nhi Lùng. Tại vì size 90kg là Nhi Lùng. Mặc dù hình như có một cái rớt kia kìa, để em ra em coi. Cảm ơn chị Huỳnh Trân nha. Cái này là của Nguyễn Yến Ngọc nè. Đầm rớt ta, đầm cô Long Dương quá. Cái đầm hồi nãy mà 201 mà có size lớn á. Nguyễn Yến Ngọc 201.000 nè. Mấy chị cứ ngồi đó đi, em sẽ bung cho mấy chị từ từ. Hình như cái zoom này còn size dưới 70kg nè. Chị à, hình như ngồi, chị hình như ngồi im lựa đồ đi chị. Zoom nó hết rồi. Để em kiếm thử nha. Nè, em bán cho mấy chị mấy cái đầm đi đám cưới với giá 160.000 nè. Thấy tao gớm không? Thấy tao cao thủ không? Còn nữa, còn rất là nhiều đầm dây và đầm sexy. Mày có cái gu giống tao đây nè mấy chị. Đầm này là đầm đi ăn tiệc. Khi mấy chị mặc lên thì hai cái này cột hai bên này nè. Nó sẽ bẹt vai lên như thế này nè mấy chị.
Rồi đầm này bây giờ bán 160, bán 160 là em lỗ dẫn tháng luôn mấy chị. Tại vì sao? Cái đầm nó đẹp xuất sắc lắm mấy chị. Cái đầm cái vải nó đẹp kinh dị lắm. Đầm này em còn size 70 tới đầm này em còn size 80 tới 90 kg nè. Em còn size 70 tới 80 kg nè. Đó, em còn hai size. À, em còn size dưới 70 kg nữa. Rồi, em còn nhiêu đó chị nào chốt chốt lên giùm cho em đầm 160. Đầm 160 ngàn nha. Đầm 160 ngàn mấy má ơi. Cái đầm này mấy chị mặc đi ăn tiệc không đẹp kiếm ý riêng. Chị ơi em nhận được hàng rồi, chị còn quần dài đen trơn size 35 không? Có size của Yếm Ngọc luôn. Rồi chốt đầm này cho Yếm Ngọc về thả thính trai nè. Một cái đầm thả thính trai cho Nguyễn Yếm Ngọc. Nguyễn Yếm Ngọc. Trời ơi đầm này 160 là tôi lỗ gần nửa tiền á. Tại sao chị không chốt cho em cái nằm, cái nằm đèn dạ, cái đầm đen đó là không phải sai chị, một tí xíu có sai chị em chốt cho. Em không có quên đâu ha. Một cái đầm nơ 87 kg. Dạ chốt Nguyễn Yến Ngọc nãy giờ rồi. Jenny Nguyễn nè, trời ơi mấy cái đầm nè mấy chị đi ăn đám cưới không đẹp đi kiếm ý yên luôn. Có 160 ngàn cái đầm mà vải tuyệt vời chứ không phải vải vải tào lao đâu. Chốt nãy giờ nửa tiếng mà Nguyễn Yến Ngọc à. Chốt nãy giờ nửa tiếng cái đầm này khi mấy chị mặc lên hay lắm nha. Đừng giỡn. Em có cái size dưới 70kg nè. Cái size dưới 70kg. Cái này size dưới 90kg rồi hết còn hai cái thôi. Chị nào chốt 160 quẹo lựa chốt lên giùm em nha. Em lên mẫu khác nha mấy chị nha. Lên tiếp tục mẫu khác ha. Em là coi như nhanh lẹ chứ không có rẹt rẹt, không có ầu ô với dầu cầu dán đóng đinh được cầu kê lắc lẽo mẹ đi đường mẹ con đi theo trai. Không có, tôi không có rảnh như vậy. Thời gian đó để tôi làm công chuyện khác đi. Nè cái quần này tối hôm qua 200 ngàn nè, trời ơi quần rin mà có nghĩ sao quần rin đính đá gì cho 200. Quần này size 65kg. Chị nào 65kg hút cái quần rin đính đá, sale còn 200 ngàn bán. Cái quần này là để dành bán đầu like cho những chị có chia sẻ live stream đó. Quần này đính đá mấy chị mặc từ đây tới mùa quýt năm sau đá nó cũng không rụng. Chỉ có tôi rụng thôi chứ đá không rụng nha. Rồi lên đi mấy chị ơi. Lên hàng giùm em cái quần đá 200 ngàn nè. Xong rồi. Chờ chút tôi xách cái bao tôi đi lấy mẫu nha. Chờ chút xíu mấy chị ngồi chờ em một phút. Em xách cái bao đi lùa mẫu nè. Em lấy một cái đầm nơ 87kg của Vương Phụng. Dạ ok chị Vương Phụng. Chị ơi cái đầm này mà chị Vương Phụng mặc đi tiền không đẹp đi kiếm ý yên nha. Chờ chị Tiền Trương. Vương Phụng 160 nè. Vải đẹp lắm. Em nói thiệt với mấy chị là vải rất là đẹp. Đẹp xúc phạm người nhìn luôn chứ không phải đẹp thường đâu mấy chị. Em không có giỡn. Em bán hàng là em bán từ tâm. Còn ai muốn bán gì bán. Ví dụ như mấy chị nói Yên ơi sao ở xưởng kia nó may cái đầm bán trăm mấy mày bán 200 mấy sao mày bán quỷ sứ. Ờ vậy á em thích quỷ sứ vậy mấy chị. Tại vì vải là vải của em, xưởng là xưởng của em muốn bán nhiêu là em bán nhiêu mà lời đúng công sức của em là em sẽ bán. Còn mấy chị thích ham rẻ đầm trăm mấy mấy chị cứ đi lựa rồi mấy chị gì có mặc được tiếp hay không đó là quyền của mấy chị. Còn em cứ thế mà làm cứ rứa mà chơi mấy chị. Em nói như con kẹt em nói mà cái lưỡi em nó không có lành nổi luôn. Cho nên cái gì mà đúng công sức của em, lời đúng đồng tiền của em sẽ bán. Em không phải ăn giật của ai hết chưa. Yeah.
nước cho mấy chị không? Quỳnh Trang đồng 200 nè. Ông mấy chị ai nói gì nói nha. Em ra hàng là lúc nào vải cũng đẹp hết đó mấy chị. Quỳnh Trang 200. Mấy chị mà không mua đồ ngày hôm nay mấy chị rất là tiếc nuối luôn, em nói thiệt á. Mấy chị xin nha, em xin mấy chị mỗi người một lượt chia sẻ được không mấy chị? Xin mấy chị mỗi người một lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Tiếp tục nè, đầm này 350 giờ bán 200. Nhưng mà đầm này size dưới 80 kg, chị nào mà chị nào thích cái kiểu mà sang chảnh á, hút cái đầm này cho em. Đầm này 350 ngàn mà bán cho mấy chị 200 nè. Bán cho mấy chị 200 mấy chị quá trúng mánh luôn, 70 tới 80 kg. Chị nào 70 kg được á ma, 75 đi, 75 tới 85 kg đi, 75 tới 85 kg đầm này, 75 tới 85 kg nha. Em nói thiệt đầm này mấy chị mà cầm cái vải với cái kiểu ở ngoài mấy chị ghiền. 350 bán mấy chị 200 XL. Tôi thấy Kỳ Anh ngày nào cũng một nồi chia sẻ hết đó Kỳ Anh à. Ngày nào tôi thấy Kỳ Anh cũng một nồi chia sẻ đó, thiệt. Thương tôi dễ sợ. Đầm này nha mấy chị nha. Đầm này 300 ngàn sale, còn 350 sale. Có xếp Ngọc Phủ Nguyễn Thị ơi. Có xếp luôn. Rồi mấy chị ơi, đầm này mấy chị đúng cái đầu quá. Dạ mấy chị ơi, đầm này 350 sale còn. Chị nào có bill ở nhà em và có chia sẻ em tặng cái áo này khỏi bán 340 mắc công. Khỏi bán sale 340 mắc công, tặng luôn áo xanh sọc. Chị nào chốt lên tặng áo xanh sọc, chốt lên giùm em. Có chia sẻ nha, còn không có chia sẻ livestream đừng có comment cái câu đó lên mất công em la đó. Em la thiệt đó, em có la giỡn. Tánh em đã bị đứt dây lắm. Rồi áo đen sọc nè mấy chị ơi. Áo đen sọc. Áo đen sọc này hàng Quảng Châu nha, áo đen sọc. Tặng Kỳ Anh. Kỳ Anh tặng nè. Áo đen sọc bán nha mấy chị 70.000 dưới 90 kg cũng vừa. 70.000 áo đen sọc nha. 70.000. 70.000 áo đen sọc. Chị nào chốt áo đen sọc, chốt lên giùm em áo đen sọc 70.000. Sáng nay tao kêu anh Phước lên ra xe cho con mày ngủ chà bao mà ổng quên. Ổng quên mất tiêu, sáng nay anh Phước làm bill á. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Tiếp tục. Đây nè mấy tình yêu. Nè, đầm này nè. Cái đầm này là size L này là còn cỡ 80 kg. Đầm này đúng 80 kg luôn nè. Mà mấy chị ơi đẹp lắm. Nó rất là đẹp. Thứ nhất là cái vải nó ánh kim rất là đẹp. Thứ hai mấy chị coi cái đầm nè. Đẹp lắm nha mấy chị. Đầm này 300 giờ sale. Còn một cái cuối cùng 80 kg. Còn một cái cuối cùng 80 kg sale cho mấy chị. Còn 190 ngàn. Comment lên giùm em đầm 190. Comment lên giùm em đầm 190 ngàn nha. Chị nào chưa chốt đầm 190 chốt lên dùm cho em 190 ngàn, đầm 190. Đầm 190 ngàn nha. Chị nào chốt thì chốt lên dùm em với ha. Đầm 190. Quỳnh Sáng. Chị ơi, chà bông mẹ chị làm ngon lắm.
Quỳnh sáng 70 ngàn. Hồi bữa em thấy em ăn su sa qua, mai thấy dự hình sáng là su sa đang liền. Bả nhanh thiệt quá chứ. Thiệt chứ, bả nhanh mà bả lẹ gớm. Đầm 109 của chị Như Lan Trần. Ui đầm 109 này vải đẹp lắm chị. Mới bỏ đầm 109 đâu mất mẹ rồi đây. Đầm 109 vải đẹp lắm. Mai cha cục cưng của tôi, mai cha con gái rượu của tôi, cha luôn. Ai xin cha, ai xin tôi về nuôi tôi cha luôn. À, các ai xin tôi về nuôi ông tôi cha luôn. Rồi còn cái eo bì này bán luôn nè mấy chị. Cái eo bì này 75 kg nè, vải đẹp lắm. Còn một cái bán luôn cho mấy chị nè 300 ngàn. Còn cái bán luôn 220 ngàn. 220 ngàn. Ai biểu chị em? Cái nằm eo bì này 300, giờ còn một cái bán mấy chị 220 ngàn nha. Còn một cái cho em áo với chị dạ. Khách comment trước hút nãy giờ rồi. Khách comment trước hút nãy giờ rồi nghe. Để lên đây là gì? Cái này là chắc chốt cho bà Vương Phùng, bà chị Vương Phùng nè, chứ không phải là làng là sớm nữa. Không, cũng là cái đầm đó. Cũng là cái đầm rút tay hai bên. Nhưng mà size này là size 100 kg. Mấy chị size 90-100 kg. Nè, cũng là cái đầm rút tay như hồi nãy. Nhưng mà cái size này là size 100 kg nha. Size này đúng size 100 kg luôn á. Chị nào 95 kg tới 100 kg hút cái đầm. Nhi ơi, mày hút cái đầm này mày để dành đi ăn tiệc nè Nhi. Hoặc là chị máy bay bà già nè. Em nói thiệt luôn chứ không phải em nói giỡn. Hoặc là chị Thảo Veo nè. Em nói thiệt lòng luôn á, vải rất là đẹp. 190 ngàn thôi nha mấy chị nha. Chỉ có 190 ngàn thôi. Tôi nói thiệt, tôi có một cái set này mà tôi để đi ăn cưới nè mấy chị. Tôi có đúng cái set này để dành đi ăn cưới nè. Mà tôi tức mấy bà ghê mấy bà. Nghĩ sao mà set vậy mà mấy bà không lấy để dành đi ăn cưới gì mấy má. Coi cái set nè. Mấy chị thấy đẹp không? Dưới 70 kg set bell. Set này bây giờ sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Hút vốn. Hút tiền này để về làm dựng hát quần ống rộng nữa nè. Bà nội cha nó set vậy mà không hút đi ăn cưới. Hút cái gì nữa. Rồi set bell 180. Mới nói nhiều quên 170, 180. Bán 180 đi. Mới nói nhiều quên mất mẹ rồi. 180 ngàn set bell dưới 70 kg. Nghĩ sao ạ? Đầm này chị Jenny Nguyễn mặc rộng á. Đầm rút tay này chị mặc rộng. Đầm rút tay này chị mặc rộng. Trời ơi, set bell này em có một cái set. Em nói thiệt với mấy chị, em mặc đi em cưới mà đẹp nó rụng rúng luôn. Rụng. Mấy chị không tin ngày mai đám hỏi của em mặc cái set này cho mấy chị coi. Chị Tô Tuyền, em không nhớ chị nhiêu ký. Chị Tô Tuyền nhiêu ký ta? Áo ở sau này dưới 83-84 mặc vừa nha. Chị Tô Tuyền ơi, chờ một chút. Chị Tô Tuyền lấy cái gì vậy? Chị Tô Tuyền lấy cái gì mà hỏi em vừa không? Dưới 70 kg là vừa. Từ 60-70. Để em coi tin nhắn mẹ cho rồi. Chờ lâu quá. Lấy xích veo của con Nguyễn nè. Chị Tô Tuyền, chị hỏi cái gì chị Tô Tuyền ơi? Coi cái xích này đẹp lắm. À xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi chị Vân nha. Chốt cái này cho Tô Tuyền. Tô Tuyền hỏi trước nè. Đẹp lắm chị Tô Tuyền ơi. 170 nghìn của chị Tô Tuyền nè. Chị ơi cho anh xem là cái đầm 190 đi. Quy Đàm nhiêu ký? Quy Đàm ơi, Quy Đàm ơi nhiêu ký báo giùm em cho chứ coi liền. Nè cái đầm này nè, vải bi này nè. Vải bi này nó giống như là một cái vải bi dùng từ sao ta, cái độ co giãn của nó mà thích lắm. Nè có mút ngực nữa nha. Mà cái này là size nhiêu? Cái này size của Yến Yến nè. Yến Yến ơi, à, Nguyễn Yến Ngọc ơi, Nguyễn Yến Ngọc mày hút cho tao cái đầm này ấy. 280 sale còn 180 ngàn. Đầm bi này size 70-80 kg. Trời ơi hút giùm, hút giùm. Có đầm đi cưới không? Có, em đang sale hàng xưởng. Trời ơi 70-80 kg đầm bi này nha. Vải đẹp lắm. Hút giùm cho tôi, còn có 180 ngàn thâu. Nha mấy má nha. Lấy áo sau lưng em bao nhiêu? Lấy áo ở sau nhiêu tiền? 250 Nguyễn Nga. Chị lấy áo sau lưng em bao nhiêu? 250 á. Phi Hồ Nguyễn. Phi Hồ Nguyễn 250 nè. Lên địa chỉ với số điện thoại giùm em đi Phi Hồ Nguyễn ơi. Lên giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Inbox cho em, đừng có cho ở đây. Trong 5 phút nữa Phi Hồ Nguyễn 250 nè. Rồi em để áo này, em để cái bill này sau lưng nè. Em kiểm tra chừng nào có tin nhắn chị em sẽ thảy ra nha. Rồi 100 kg Quy Đàm, chờ chút em cho chép coi lại nha. Chị nào nãy giờ chốt hàng bên em mà chưa cho địa chỉ số điện thoại trong inbox thì làm ơn cho.
chứ không là sau cái like này em xả hết cũng vậy mấy chị à. Em không có chờ đợi gì hết trơn á nha, không chờ đợi. Đầm vi của Hằng Nhỏ, Hằng Nhỏ ơi inbox cho chị Yên địa chỉ số điện thoại nè. Rồi Hằng Nhỏ, chị Yên bỏ vi ở sau lưng nha, bỏ vi ở sau lưng 180.000 của Hằng Nhỏ nè. Hằng Nhỏ ơi inbox cho chị Yên địa chỉ số điện thoại để sau lưng nè. Kiểm tra có inbox thì hãy quăng vô trong cái đống lộn xộn kia nha. Quy đàm, quy đàm đầm 100kg nè. Đầm này quy đàm mặc đẹp lắm chị, em nói thiệt luôn á, cái vỏ với lại cái đường may nó đã lắm mấy chị nè. Thả cái cọng dây này ra nè, thả cọng dây cột hai bên ra nha. Đây cho mấy chị coi tim trước tim sau nha, form rất là đẹp luôn. Em nói thiệt chị, cái đầm này form đẹp lắm luôn. Đây đó, mấy chị thích thì thả tay ra nó thành có tay. 190.000 nha mấy chị, 190.000 đầm 100kg. Chưa, nếu mà đi là chị chụp, là chụp bill cho em mà Lila. Mai đi, mai đi, mai đi nha, mai đi, mai đi. Tiếp tục quẹo lửa mấy chị ơi. Đầm 300. Đây đầm này size dưới 82-83kg nè. Đầm 300 sale còn 201 đi. Đầm này 300 sale còn 201, đẹp không mấy chị? 201 đầm này dưới 80-82kg. Comment giùm em đầm ngọc trai rớt tay nha. Comment lên giùm em đầm ngọc. Chị ơi cái đầm đó có coi dạng không? Đầm 190 chốt cho Trang Kim nè. Mấy chị ầu ơi biết giàu lắm, em nói rồi đầu em. Đầm em vải nào cũng coi dạng, mặt vải rất là đẹp. Hàng bên em mà mấy chị ầu ơi biết giàu, không bao giờ mấy chị mua được. Em bán không phải chảnh mà em bán vậy á. Chị Trang Kim đầm 190 là chứ, là đầm đó 100kg nha chị Trang Kim. Đầm 190 của Trang Kim nè, inbox cho em địa chỉ số điện thoại nè. Rồi tổng cộng ba chị Trang Kim nè, Hồng Nhỏ nè, với một chị nữa là Phi Hồ. 5 phút nữa em kiểm tra địa chỉ số điện thoại nha. Còn xích beo đợi em. 201 của chị Huyền Trần nè. Nè đầm này đẹp lắm chị Huyền Trần ơi. Đầm này vải xuất sắc luôn. Đầm này mặc lên cung lắm. Đầm này mặc là phơm phun không thấy bụng nữa nè. Của chị Huyền Trần nè, của chị Tâm Thiện nè. Đầm bên em mà mấy chị ầu ơi ví dầu là không có đồ mua đâu mấy chị. Em không phải chảnh mà em bán rất là thiệt tình. Em nói cái nào vừa là nó sẽ vừa, cái nào không vừa là em sẽ không có bán. Cực kỳ thiệt tình. Đầm ngọc trai còn một cái 201 dưới 82kg nè. Đầm ngọc trai còn một cái dưới 201 nha. Đầm ngọc trai còn một cái dưới 72kg. Đây, đầm ngọc trai còn một cái dưới 72kg nè. Đẹp lắm mấy chị, phơm suông ha. Khi mấy chị mặc lên nó rớt tay như thế này nè. Nó rất là sang chảnh. Đây nha, sale đen thui hả? Sale đen thui hả? Em đi đâu có đầm zombie đồ nữa nè mẹ ơi. Mày Ngọc Yên mấy không có đen thui ở đâu. Mày đừng có đi ngủ giùm tao cái. Mày thôi mày đi ngủ đi, tối mày mua đồ cũng được. Mày đi ngủ đi. Em có cái chân váy nè, bán mấy chị 80.000. Chân váy dài, có túi hai bên nha, bán 80.000 chân váy. Chân váy này size dưới 72kg 80.000. Rồi kiểm tra tin nhắn cái này nha. Chị nào chốt chân váy 80.000 chốt lên giùm em. Kiểm tra cho tin nhắn là quăng đồ ra nè. Chứ không bán hầu vì không có tin nhắn, không có địa chỉ số điện thoại cũng chết nữa. Hàng Nhỏ có rồi nè, trời ơi dễ thương. Hàng Nhỏ làm bi có rồi nè, đó. Trang Kim, chéo Trang Kim nè, trời ơi Trang Kim có luôn rồi nè, dễ thương. Còn một chị nữa nha, còn một tình yêu nữa nè. Rồi còn một tình yêu nữa chưa có. Tình yêu nào mới chốt cái áo 250 chốt lại lên giùm Mỹ Yên nha. Chốt lên lại giùm em nha mấy chị nha. Lạnh quá không mua đầm mà cảm ơn chị Trang inbox địa chỉ. Cảm ơn chị Hằng Nhỏ luôn. Đúng rồi Hằng Nhỏ ơi. Inbox vô fanpage giùm chị đi ha. Bên em là không có gọi điện chốt hàng mà không cho kiểm tra bill nha. Mấy chị lưu ý giùm em phát nha. Rau đầm ngọc trai bị ế không mấy chị? Rồi ế luôn. Ế luôn. Đồ ráp niệm cường loan chân váy 80.000. Cảm ơn chị yêu luôn. Đồ ráp niệm cường loan. Vừa mẹ. Chân váy này em nhiều lắm. Chân váy này em có size đi dưới 80kg, dưới 85kg nữa có. Đồ ráp niệm nè, cường loan nè. Đồ ráp niệm cường loan nè. Còn ai nữa? Chị nào thiếu chân váy nữa? Chân váy của chị Hân Gia nè. Vậy là bà Hân Gia này là tôi biết rồi, bà bị mất nick. Bà bị mất nick xong cái tối mà bà vô livestream của tôi là bà vừa thành lập nick. Đúng không chị Hân Gia?
Cho nên tôi thấy nít gì mà mới thành lòng cách ta 22 phút tôi rung muốn quéo cò luôn. Đó, lên đồng đi cửa hàng. Ôi trời, chị tốt, chị cũng đang lên hết công suất nha. Tối nay 7 giờ, tối nay 8 giờ rưỡi cứ mấy chị muốn kiếm ai vô kiếm em. Thằng nhỏ muốn kiếm đầm đi tiệc đúng không? Đây, em muốn đầm cá tây hay đầm sexy bên gì em có hết trơn hết trội á. Đây, lên đầm đi tiệc cho thằng nhỏ. Đầm này em còn size nhiêu ta? Đầm này em còn size dưới 72kg nè. Ôi, hơi bị sang chảnh nha mấy chị em. 300 ngàn không có sale hàng này mới ra. Em nói thiệt, đầm này mấy chị mặc lên không sang không chảnh đi kiếm em ha. Không sang, à, cho em xem lại chân váy tí. Còn mẫu 100kg còn chị. Bên em mà mẫu 100kg bộ rồi nhiều lắm. Bên em á, à, mày lấy size dưới 70 hay dưới 80 tao ra tao lấy cho. Chứ giờ tao để một nùi đây tao cũng biết để lúc phút nào nữa. Đây nè, chân váy này dài qua gối một tí xíu nha. Chân váy này dài qua gối một tí xíu. Cái này Lài Nguyễn mặc hơi bị đẹp á Lài à. Hai bên có túi nữa. Nói chung là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Đây hai bên nè à. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp nhân Lài. 80 ngàn thôi, lấy từ chân váy áo dài á. Cái đầm này là em còn size dưới 70kg. Hết rồi mấy chị ơi. Đầm này em còn có 3 cái size dưới 72kg à. Đầm này còn đúng 3 cái size dưới 72kg. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em 3 cái size dưới 72kg nha. Chứ hết sạch hết sẻ rồi mấy chị ơi. Đừng có ầu ô ví dầu nha. Đầm 300 này đẹp lắm luôn á Linh Trần. Đầm này là may ra nhiêu không đủ luôn. Đầm 300 của Linh Trần nè. À, dưới 72kg nha thân gia. Linh Trần Lâm Đồng nè. Linh Trần 300 ngàn. Đầm này cỡ nào vải cũng đẹp hết đó. Chân váy áo dài của Nhọc Ngọc Châu nè. 80 ngàn của Ngọc Châu nè. Chân váy lấy em cái gì ngon Ngọc Châu. Ừ ok Lài. Ngọc Châu 80 nghìn. Chân váy có sai chị không? Bọn để rút mấy cái áo dài ra bán. Có luôn Linh Nguyễn. Có luôn. Cái này cũng hơi quên mất mẹ rồi. Của chị Ngọc Châu nè. Của ai nữa. Đây nè em còn đầm đi tiệm nữa nè. Nè còn đầm đi tiệm nữa nè. Mấy chị chờ em chút xíu đi. Em bung lụa cho mấy chị. Em bung lụa lá nẹp luôn. Rồi kiểm tra cái chị gì kia nha. Cái này size L của Lài nè. Lài Nguyễn nè. 80. Duyên ơi. Ờ qua chị đi. Bữa nay không đi lấy hàng em. Qua ghế chị đi. Qua ghế chị. Em có một cái đầm dạ hội dưới 78kg. Em có một cái đầm dạ hội dưới 78kg 350 giờ bán luôn nha mấy chị 200 nè. Vải dày dặn không thấy bụng luôn. 350 mà bán cho mấy chị 200 đầm dạ hội. Đầm này chị nào 80kg cũng vừa nha. Đầm dạ hội còn chỉ có 200 ngàn thôi. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm cho em. Còn đầm này là 400 ngàn sửa nhà em. Ở lộn không cái áo này cái áo. Linh ơi Linh. Cái đó vừa khỏi luôn. Mua váy tặng áo dài đi. Ừ đúng rồi. Bà tào lao. Áo này 350 là Linh Trần ơi. Mày chốt áo này mặc với chân váy hơi bị sang chảnh luôn. Trời ơi cái này đẹp lắm mấy chị à. Cái này 350 mà nó có giá trị của 350 luôn á mấy má. Nó đẹp mà tàn canh giá lạnh chứ nó không phải nó đẹp thường đâu mấy chị à. Nó đẹp tàn canh giá lạnh ha. Rồi đầm dạ tiệc 350 sale còn có 200 ngàn mày mấy má không mua nữa thôi đi. Em có cái áo dây nè. Chị nào bằng tí em mặc vẫn vừa nha. 70-90kg bán cái áo dây này 100 ngàn. Áo dây này là hàng của tôi để dành nè mấy má. Nhưng mà làm biếng mặc áo vú quá. Có một cái thôi, đẹp không? 100 ngàn áo dây kim tuyến ha. À, áo dài chờ chút nha Xuân ơi, Xuân gâm mô. Chờ chút xíu đi. Nói chung là đang lên hàng sale cho nên em chụp cái gì mà còn sốt ngoài kho là em quất hết mấy chị ha. Quất hết có, chân váy có mấy chị ơi, chân váy có. Chờ em chút nha. Chờ em chút đồ nhiều quá mấy chị ơi, chờ em. Của chị Jenny người chút nữa em kiếm cho hai chị cho yên tâm. Nè, có cái áo khó của Nguyễn Hoàng Xuân Hương nó rụng lại. Áo dây. Dạ ok, chờ em chút luôn. Chờ hết em ơi. Chờ nắng lên. Chờ gió lên. Chờ yêu, yêu. Áo dây của bé Aero nè.
cái đầm đi tiệc đó mà mấy chị không hút là coi như sai lầm lớn luôn á, thiệt. Bé euro 100 ngàn. Gì ba? Ủa nãy giờ ba ở đâu? Hả? Ờ, hình như trên lầu á, sao á ba? Ngủ trên lầu á. Áo dây nè. Nhớ áo dây mới nhớ view đi rồi. Có áo dây, có áo dây. Áo dây tặng đi chị ơi. À, lấy em một cái áo đỏ 350 chị. Nhưng mà cái này là size nhỏ rồi, để em coi trong cái bao cái còn không em đưa cho chị. Áo dây khách lấy rồi. Mở hàng chân váy đắt quá, tặng áo dài đi mẹ. Bà giống quỷ thiệt đó chứ. Quỷ này giống như thiệt, không ai gãi ngứa mẹ sao á trời. Hay nhậu chưa đủ đô, giật không biết nữa. Ơ thiệt, suốt ngày theo chọc không biết à nha mẹ. Rồi rác niệm cường loan. Ủa chị Nguyễn Nguyễn là cái gì của chị ạ? Không. Áo đỏ này á. Cái size này là dưới 80 kg cho nó đẹp. Áo đỏ này size dưới 80 kg cho nó đẹp. Em Linh Trần ơi, mày hút cái áo 250 nè Linh Trần à. Mày làm ơn làm phước mày hút giùm chị cái áo 250 đi. Nó đẹp dã man luôn, từ 65 kg tới 85 kg áo màu đồng. Chị nào chốt áo màu đồng 250 chốt lên giùm cho em áo màu đồng nha mấy chị. Áo màu đồng 250. Đây nè, em lên cái đầm đi tiệc cho mấy chị nè. Nè, đầm này chị nào mà dưới 80 kg là vừa. Em nói luôn 75, 73, 74, 75 đẹp lắm mấy chị. 72 kg cũng vừa. Cái đầm này 350 mà bán mấy chị còn có 200 là mấy chị quá trúng mánh luôn. Ở dưới nó có xẻ đùi nữa ha. Ông bà là coi như bà nhậu sáng đêm luôn, thiệt. Nè, cái áo này Nguyễn Thị Đụ nó rớt lại nè. Mượn của nó về may cuối cùng xong rồi hở, không trả, giờ bán lấy bán luôn. Của Nguyễn Thị Đụ. Hơi bị đẹp nha, không đụng hàng nha, không có cái thứ hai nha. 100k là 100 ngàn á hả chị Phương Nguyễn? Có một cái thôi. Chị ơi, 250 ngàn. Có một cái à, hai lớp, hàng xuất rất là đẹp. Em nói chị cầm vô cái áo này hơi bị đẹp luôn. Dưới 85 kg vừa, comment giùm em áo khoác bi. Chốt áo đầm nhé. Dạ chốt áo đầm nào chị Linh Lam? Chị Linh Lam chốt áo đầm mà 350 sale còn 200. Áo đầm dạ tiệc á hả chị Linh Lam? Phải không thì ok lên giùm em cái nha. Phải thì ok lên giùm em cái nha chị yêu ơi. Phải thì ok lên với em giùm chút. Áo này đẹp lắm chị Huỳnh Sáng, áo khoác này đẹp lắm. Cái này là em cũng vừa nè, Huỳnh Sáng. 250 ngàn, cái này là hàng xuất nha chị. Ok chị Linh Lâm, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại liền nha. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại luôn luôn chị Linh Lam ơi. À, trong vòng 5 phút nữa không có là bên em xả bill hết chứ. Nguyễn Hiến Ngọc nè, hàng nhỏ rồi cái bà gì kia chốt cái đồ gì. Chốt vô cái áo đính đá 250, chốt cho cứu vô. Địa chỉ với số điện thoại cũng không có. Có chị, có chân váy 100 kg, bây giờ em phải lục qua tại vì em rút chân váy của áo dài ra chị. Giống quỷ giống ma ghê trời. Hồi nãy có một cái chị nào chốt cái áo đính đá này nữa nè, mà tôi không có hàng bán nè. Nè, dưới 83, 84 kg vừa. Vô chốt gì cho đã miệng không biết nữa. Chị tậu tôi dữ trời. Tậu em á chị, tậu em nha. Tậu con em nó. Đừng có làm vậy. Áo dây đó không còn chị, áo dây đó hàng em hàng mà lỡ dành. Tậu em á chị à. Đầm này bây giờ em nè, đầm này 400 ngàn. Linh ơi mày làm ơn hút cái đầm này để cho anh đi ăn tiệc đi Linh nè. Coi màu đỏ nó đẹp lắm nè. Trời ơi má ơi, tôi mà mặc đầm này tôi ngồi tôi bán là tôi sang chảnh, tôi chảnh hơn chảnh chó nữa mấy chị. Đầm này 400 ngàn, vải cực kỳ co giãn và vải cực kỳ đẹp. Áo khoác bi khách lấy, ủa chưa. À, Linh Lam ơi đừng có cho ở trên này giùm em cái inbox cho em đi. Tại em xử lý bill qua tin nhắn mà. Chị inbox cho em đi, đừng cho trên này. Cho trên này em không có, em không có tin nhắn để em làm bill được nha Linh Lam ơi. Cho trên này không có, không có xử lý được. Nghĩ sao mà áo Chanel nãy chị nào đó comment lấy mà bả chốt trước để cho bả không chịu cho địa chỉ số hồi tậu em á chị không. Ngầu lai nó mệt lắm. Ngầu lai lộn lê tí không mấy tí không nhãn chứ không phải vừa đâu.
Để lẹ em lên đầm sơ mi nè. Còn một nồi đầm sơ mi dưới đất nè. Bán rẻ luôn cho 100 mấy ngàn, hút mẹ cho hết đi. Linh L-U-I Linh ơi, Linh đặt cái tên rất còn khó quá nha Linh nha. 200 ngàn, bên em xếp, xếp đồng giá 20 ngàn nha. Đừng có cho trên này nha. Đó, đừng có cho trên này. Mấy lũ quỷ lũ yêu bên đó. Bên em không gọi điện chốt hàng, bên em chỉ chốt qua tin nhắn đâu. Chụp hình qua tin nhắn của Messenger cho mấy chị nha. Đó. Cho em uống miếng nước rồi chị. Nói dẫn cái mỏ luôn. Có cái áo dây nè. Rồi bán áo dây này cho mấy chị 80 ngàn. Có cái áo dây nè. Đây mấy chị yêu ơi. Dạ chị ơi, biết sao chị Quy Đàm đang mà xả hàng kho, có nghĩa là còn sai gì em quốc sai đó đó. Nhưng mà em hứa với chị là hàng sai bên chị em còn rất là nhiều, để em ra em lấy. Em còn cái đầm nhỉ, để cho em chút chị Quy Đàm ngồi chơi với em đi. Còn bây giờ mà chị mua không kịp thì tối nay 8:30 vô livestream của em. Mà mấy chị yên tâm, nhà của em chỉ có em với chồng em làm bill thôi, không có nhân viên nhân viết gì, bên em không đủ tiền trả. Cho nên mấy chị cần cái gì hay là mấy chị bị gì thì mấy chị cứ nhắn tin cho em, từ từ em giải quyết. Đừng có sồn sồn lên trên đây mà nói chuyện nặng nhẹ với em là em chửi đó. Tại vì em buôn bán nó đàng hoàng từ xưa giờ luôn ha. Áo này dưới 85 kg, bán cho mấy chị 80 ngàn, vải co giãn rất là nhiều. 85 ngàn áo, 80 ngàn áo này dưới 85 kg nha. Áo beo mấy chị ơi, áo beo 250 ngàn. Áo beo 250 ngàn dưới 90 kg cũng vừa. Hồi bán hay để dành mặt. Hồi bán áo này luôn để dành mặt. Áo này chị nào mà còn cỡ 92-93 kg vẫn vừa nè. Có màu đồng, màu rêu và màu đen, nhưng mà vải đẹp lắm. Mấy chị thấy đơn giản chứ ở ngoài nó đẹp xuất sắc. Nè còn cái áo dài cách tân màu đỏ đô. Còn một cái áo dài cách tân màu đỏ đô ren 350. Bán cho mấy chị 250 ngàn. Còn một bộ sao á mấy chị. Em coi size của chị nào may mắn là chị đã chốt được luôn á. Ơ đù, size dưới 70 kg nha. Áo dài cách tân này size dưới 70 kg. Rồi 350 sale còn 250, còn đúng một cái. Còn ngoài kia còn hay không mà rớt ở đâu thì em không biết. Nhưng mà bây giờ trong tay em còn đúng một cái, em báo còn đúng một cái. Áo dài cách tân này không có co giãn dưới 70 kg. Chị nào 1m6 trở lên, em nói 70 kg. Em nói 70 kg, 1m6 trở lên. Là mấy chị lưu ý giùm em chứ 1m55 mặc vô tét chú em không chịu trách nhiệm nha. Áo dài của Yên Trình 250. Tao nói với mày là mày thích cái mẫu nào mày gửi qua đi. Tao may cho cái đầm cho Thôi Nôi con trai. Thôi Nôi con trai qua trước Tết hay sau Tết chị em? Thôi Nôi con trai cho trước Tết hay sau Tết? Này phải bỏ từng cái anh em à. Cái bịch này nó nhỏ quá trời. Áo dài cách lấy rồi chị Hương. Chờ chút em ra em bung nóc nữa cho mấy chị. Mấy chị bữa nay muốn bung tới mấy giờ em bung cho. Quyên Trình. À, Yên Trình ghi cái chân váy là tặng đi. Để ghi cái Yên Trình cái áo dài là 250 nè. Yên Trình. Không có biết, nói chung là phải chờ à. Phải chờ mấy chị à. Tại vì em đang kéo ra từng cái ô của cái kệ á. Cho nên là giờ không có nói trước được. Nhưng mà em nghĩ là còn 1-2 cái. Nhưng mà em chưa biết nha. Rồi bây giờ nè, tập trung hết mọi vấn đề lại đi. Lên đầm sơ mi cộp đi. Đầm này phơm dài, đầm này dài tao ống Nguyễn nha. Em thông báo với mấy chị là đầm sơ mi này dài tao ống Nguyễn. Em thông báo đầm sơ mi này dài tao ống Nguyễn. Mùng 10 Tết đang làm Phú Yên ở Bình Định. Mùng 10 Tết làm Phú Yên ở Bình Định Nguyễn. Cục vàng à. Cảm ơn Linh nha, em cảm ơn Linh. Đây mấy chị ơi, mấy chị khách mới nhớ inbox cho em là kèm chiều cao cân nặng vô luôn ha. Kèm luôn cái chiều cao cân nặng.
Để lần sau mua đồ gì á mấy chị ạ, cái lúc em làm bill là em sẵn em kiểm tra cho mấy chị cái size luôn nha. Chết mẹ, mụn tám nó vô mẹ yên à. Coi nè mấy chị ơi, để tao coi thử tao, tao hỏi lại được không. Đầm sơ mi Gucci, nếu chị nào thấp thì về có thể lên like tới này. Nhưng mà rất là đẹp ha mấy chị ha. Nhưng mà vải rất là đẹp. Đầm này là 260, 270 gì em không có nhớ. Có size thư thư. Đầm này có size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg luôn. Đầm này nếu chị nào thấp thấp thì cứ săn like bầu lên. Ra tiệm kêu nó săn like bầu lên 10.000, 20.000. Nhưng mà em may form dài cho mấy chị. Kèm theo là một cái cọng dây nịt ở giữa nè mấy chị. Rồi, bây giờ đầm này trong cái live stream ngày hôm nay, chị ở chơi hả? Ừ, để chị về chị coi. Chị cho ổng vô trước để chị về chị coi. Tại mấy ngày đó cũng chưa có buôn bán. Cái áo phun nó vải đẹp lắm. Hồi sáng chị Ngân Nguyễn mặc cái áo này chụp hình bảy dễ thương lắm. Bởi vậy cho nên mới kêu để mặc đã cuộn à. Chứ không phải là gì đâu. Cái này mà mặc với chân váy cỡ nào sống ảo cũng được hết trơn á phượng. Cái này mà cỡ nào sống ảo cũng được hết trơn á. Đầm sơ mi này bây giờ em bán banh nóc cho mấy chị nè. Bán banh nóc cho mấy chị với giá 150.000 luôn ha. Rồi vậy đi, 150.000. Chị nào có inbox địa chỉ số điện thoại tên Linh Phạm là dưới lấy pha dưới 80kg phải không. Rồi bán banh nóc 150.000 luôn đi cho nó hết hàng nè. Bán banh nóc 150.000 luôn đi. Đầm này may quá nhiều. Chắc nó may hết cây vải luôn á. Rồi chị Phụng Lê nè. Em sẽ để bill chị Phụng Lê ở sau lưng em. Em sẽ để bill chị Phụng Lê ở sau lưng em. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại. 5 phút nữa không có nha là em xả bill 150 của chị Phụng Lê nè. 150 của chị Phụng Lê. Tê Linh Phạm 150 nè. Quá trúng mánh, quá trúng mánh. Đây Tê Linh Phạm 150 của Tê Linh Phạm nè. Huỳnh Văn size 2X nè. Chị Huỳnh Văn đâu mất rồi. Mà em chị Huỳnh Văn nha. Chị Huỳnh Văn nè, 150 nè. Đồng sơ mi mà bán có 150 nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đó 150 ngàn 90kg của Uyên Phan nè. Uyên Phan nè. Vậy mà sao Uyên nó không mua cho được. Uyên Phan 150 ngàn nè. Bà Nhi Lùng có bảy mấy ký rồi bà lấy gì dưới 90kg rồi lấy đúng số ký thôi. Tôi may đầm tôi trừ hao rồi. Tôi nói với mấy chị là đừng có trừ hao nữa nha. Cái đầm tôi bán size nào là tôi đã quy ra size đó rồi Nhi à. Đừng có trừ hao nhân Nhi. Trừ hao về mặt như cái thụng giống như bà dịch cổ lùng luôn á. Tôi nói thiệt luôn. 150 ngàn tôi mới thấy cái dâm của Nhi Lùng mà chút tôi lấy cho Nhi Lùng cho. Một cái dưới 100kg của Mai Quỳnh nè. Kiếm size của Mai Quỳnh nè. Tôi nói rồi đừng có trừ hao á, tôi dặn mấy má hết rồi á. Trừ hao về mặt như cái mình rách đi. Mắc gì phải đi mặt rộng. Mua đồ trên live stream mấy chị sợ hả? Mua ai sợ mấy chị kệ chị, còn mua em mấy chị đừng có sợ. Có gì phải sợ hết trơn á. Mai Quỳnh ở tỉnh nè. Mai Quỳnh inbox chị yên lại địa chỉ số điện thoại nha Mai Quỳnh ơi. Tỉnh. Mai Quỳnh tỉnh. 150 ngàn. Đó. Loan Phạm đầm sơ mi. Loan Phạm đầm sơ mi 150 của Loan Phạm nè. Loan Phạm chút nữa vô thả mặt cười lên giùm chị nha. Facebook nè. Facebook 150 ngàn của Loan Phạm nè. Có rồi. Đầm sơ mi của Phượng Trần nè. Rồi mấy chị thấy tôi dúng siêu nhân rồi. Tôi nhớ size của mấy chị gốm luôn á. Phượng Trần dưới 70kg nè. Bé Phượng Trần. Chị nào về thì chị nào về mà có chiều cao mà khinh đò không thèm lớn là cứ ấy lên nha. Hoa Lục Bình inbox cho địa chỉ số điện thoại XL thôi nha. Hoa Lục Bình đầm này phơm rộng. Hoa Lục Bình nè chị ơi, inbox cho em địa chỉ số điện thoại. 5 phút nữa kiếm không có nha là em xả bill. Lục Bình ở dưới đây nè. Kim Xuân dưới 80kg rồi. Kim Xuân inbox cho chị Yên địa chỉ số điện thoại luôn nha. Giá trời còn cá cho Kim Xuân ở đây. Còn cá cho Kim Xuân nè. Kim Xuân nè. Rồi Kim Xuân inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại luôn nè. 5 phút nữa tôi kiểm tra một mớ sau lưng không có tôi xả hết nha. 5 phút nữa rồi. Ê Rô Phạm nè, nãy giờ chị đi đâu mà giờ chị mới chốt đồ với chị. Chắc chị ăn đòn với em quá chị Ê Rô à. Ê Rô Phạm dưới 72. Hết luôn.
Hết rồi chị ơi, rô phạm rồi nha. Hết luôn. Tú Ngô nhiêu ký không lên sao biết, đừng có cho ở đây inbox đi. Nãy giờ Yên Trình có đầm sơ mi chưa? Nãy giờ Yên Trình có đầm sơ mi chưa Yên Trình? Yên Trình một cái nè. Lấy cái áo phía sau dưới 75kg cho Tí Tiểu Tia. Mà Tí Tiểu Tia mà mua đồ dễ thương không? Đừng có cho ở đây nha, inbox cho em địa chỉ số điện thoại. Còn khách mới mà không cho chiều cao cân nặng không chốt được đồ đâu. Yên Trình nè, Yên Trình 150 nè. Trời ơi đầm sơ mi này đẹp lắm, nếu mà về thấp quá thì cứ săn like lên nha. Chị Phạm Quỳnh không chốt được đồ nha. À lấy em cái áo đỏ phía sau 75kg của Tí Tiểu Tia. Áo này Tí Tiểu Tia mặc đi tiệc là hơi bị thích luôn á Tí Tiểu Tia. 350.000. 350.000 của Tí Tiểu Tia. Tí Tiểu Tia 350.000. Chị lấy cho em size dưới 82-83kg thôi Nhi à. Nhi cho lên chiều cao cân nặng cái đi Nhi, mày làm gì mày lấy lúc nào cũng size lớn hết vậy. Tí nè, Tiểu nè, Tiểu 350.000. Tôi bán là thiệt tình lắm mấy chị, đừng có trừ hao. Tại vì sao? Tại vì em cho lên Nhi Lùng ơi, cho lên chiều cao cân nặng. Tại vì biết sao không? Tại vì cái đầm sơ mi không co giãn là đã may trừ hao rất là nhiều rồi. Còn những chị mà nãy giờ chốt đồ là inbox cho em địa chỉ số điện thoại, đừng cho trên này. Cho trên này mấy chị bị lừa là em không chịu trách nhiệm đâu, em nói thiệt luôn á. Đầm sơ mi của Ngọc Anh Nguyễn nè, gái chờ gái bật còn một cái đầm sơ mi của Ngọc. Đừng có cho địa chỉ số trên này. Còn chị nào mà là khách mới á thì cho lên chiều cao cân nặng, cho mấy chị thấy khách cũ em comment lên cho một cái, mấy chị cũng kêu cho một cái. Em không biết chốt sao luôn á, em nói thiệt đó. Như Lùng có rồi, Kim Xuân có rồi, lên địa chỉ số điện thoại đi. Loan Phạm có rồi. Đầm sơ mi của chị Văn Thanh dưới 70kg nè. Chị Văn Thanh nhớ inbox cho chị em Yên lại địa chỉ kèm số điện thoại nha. 150 của chị Văn Thanh nè. Thư Thư dưới 90kg hết rồi. Bây giờ chỉ còn một Thư à, em chỉ còn 3 cái dưới 70kg thôi. Tú Ngô nè, Tú Ngô hồi sáng có mua hàng bên chị Yên rồi đúng không? Tú Ngô nè, 150.000 của Tú Ngô. 70kg 1m58 của Phạm Hạnh. Hôm nay em 83kg, 83kg lấy size đó được rồi. Nè, tao còn cái dùm tao hút của cha mày luôn này Nhi Lục. Mới chốt cái đầm sơ mi 90kg mà em mới nói hết đâu đầu. Tốt một cái nè. Đâu. Rồi mấy chị chờ 1 phút 30 giây nha. Ủa Phạm Hạnh em chốt như vậy? Phạm Hạnh một cái con Phạm Hạnh. Rồi Phạm Hạnh đi báo cho em địa chỉ kèm số điện thoại Phạm Hạnh ơi. Phạm Hạnh, chờ em chút nha. Phạm Hạnh nè. Rồi bây giờ em chị nào có bill bên em làm ơn thoát ra inbox cho em địa chỉ số điện thoại, giờ em kiểm tra nè. Bây giờ em kiểm tra mà không có địa chỉ số điện thoại ở trong inbox là em xả bill nha. Xong cái chốt rồi nè, không có coi giãn nhưng mà em lấy size chị vải lụa đẹp lắm. Cái dung này em chốt cho ai quên mất mẹ rồi, mới nói của ai quên mất mẹ rồi. Đừng có cho trên đây mấy chị ơi. Cho em coi áo đầm này Linh ơi. Bình A 1m5373kg hết rồi chế ơi. 190 105 hết rồi chị Bình An ơi. Hết rồi chị ơi. Còn cái chị gì mà size 90kg mà em mới nói hết mà giờ còn nè. Hôm nay chị tội nghiệp lắm. Em cũng tội nghiệp em nữa chị. Làm từ trưa giờ thiệt à. À, Nhi lùng. Còn một chị mà mới chốt á, cái đầm sơ mi mà em nói hết á, em mới đọc hết mà cái đầm 90kg á, chị nào chốt lên lại cho em nè. Trời ơi, bà Nhi Lùng ơi, bà trúng mánh rồi nè, bà Nhi Lùng à. Bà là ưu ái lắm luôn á, 230.000 của Nhi Lùng nè. Quá sướng luôn. Thư Thư lấy 90kg phải không? Thư Thư lấy 90kg hả em yêu? Rồi, inbox cho chị yêu địa chỉ số điện thoại đi Thư Thư ơi. Thư 50.000 bên em ship đồng giá, chỉ có 20.000 thôi nha. 150.000 của Thư Thư nè. Dùm hết rồi chị nè.
Giờ kiểm tra xả đồ nè. Kiểm tra xả đồ cho nó vui mấy chị à. Kiểm tra xả đồ. Ây dậy ơi. Giờ còn một cái đầm sơ mi. Còn cái đầm sơ mi xanh lờ hết rồi. Hết mẹ rồi. Rồi bây giờ kiểm tra tin nhắn rồi xả bill nè. Chị nào mới chốt nè, chốt rồi địa chỉ số điện thoại qua tin nhắn cho cho. Trên này em không có tiếp nhận được đâu nha. Không có tin nhắn là em xả bill hết. Tại vì bên em là chốt qua tin nhắn nha. Tí tiểu teo là có rồi nè. Kim Sung mày có hàng không? Kim Sung, Kim Sung, Kim Sung 150.000 của Kim Sung nè. Có luôn của Kim Sung nè. Trời ơi dễ thương cho luôn, chiều cao cân nặng luôn. Hoa bình lục, lục hoa bình nè. Hoa bình lục 150.000 có luôn nè. Linh lâm nè em. Mẹ em 65kg. Trời ơi trời trời. Chị nói cái đầm đó phải từ 75kg. Mà Linh Lâm mày đặt gì vậy Linh Lâm? Chị tàu dữ rồi em. Giờ một nùi đồ sao chị biết mà chị xả ra được. Nè, chỉ có mấy chị đó cho địa chỉ số điện thoại thôi nha. Hồi Trần nãy giờ không có. Thư Thư có nè. Thư Thư có nè. Rồi bây giờ xả đồ nè. Phạm Hạnh nè. Phạm Hạnh ơi inbox cho em địa chỉ số điện thoại liền nha. Phụng Phung La, Phung La gì nè. Đó, hai nick. Thư Thư có rồi nè. Rồi, chốt tiếp lên đầm khác nha. Tối nay mấy chị muốn em sale hàng xưởng nữa, tối nay vô livestream em gặp em. Văng ra hồi. Dạ văng ra nhảy vô chị. Văng ra cứ nhảy vô. Văng ra cứ nhảy vô giùm cho em. Nhảy chừng nào mệt nghỉ đuối kiếm em. Rồi vậy đi. Bán tiếp gì quên mất mẹ rồi. Nó nói táo nó nói lui xong bán gì quên mất nghỉ. Sao còn hai cái để em bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng vậy mấy chị. Hồi Trần. Ủa Hồi Trần nãy giờ đâu có chốt được chứ ơi. Nãy giờ em chưa có chốt được chị Hồi Trần. Em thấy tin nhắn chị Hồi Trần mà nãy giờ chị Hồi Trần chốt gì. Chút nữa em sẽ trâu lớn em sell cái set FF mà màu caro cho mấy chị set non. Set giống vậy nè. Mà chút nữa em sell. Nè set giống vậy nè. Nhưng mà vải khác. Chút nữa set đó em sẽ sell cho mấy chị về 100 mấy chục nghìn cho mấy chị mua hết giùm cho em nha. Chút nữa em sell. Set này em có tổng cộng 4 size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Cái set này size L dưới 70kg 220 nè. Comment giùm em set FF 220. Và có một cái set giống gì nữa. Nhưng mà tí xíu em sẽ sale cho mấy chị vải khác. Em sẽ sale cho mấy chị còn trăm mấy. Tối được không Ngọc Nhung? Phùng Lê em inbox trong nick Ý Yên Võ Thị. Dạ không chị, inbox trong Facebook nè. Ý Yên Võ Thị là nick của ai á. Nó phá bung nick em rồi. Phùng Lê. À, em chờ chút mấy chị ơi đừng có yêu cầu em này kia em chạy không nổi đâu mấy chị, em nói hết công suất luôn. Phạm Hạnh có rồi nè. Dạ rồi Phạm Hạnh có rồi nè. Linh Lâm. Dạ còn một chị nữa nha, còn một chị. Chị ơi nhắn tin vô cái fanpage giùm em đi chị yêu ơi. Em nói thiệt á, em rất là muốn bán nha mấy chị luôn á, em không muốn xả bill đâu. Phụng Lê, chị Phụng Lê ơi, inbox vô cái fanpage em đang like được không chị? Dạ nick cũ em nó phá banh rồi chị ơi. Tậu chị Phụng ra, vô cái nick đây giùm em nha. Đây nè. Đây. Giờ mấy cái này bỏ vô nè. Còn chị nào chốt đầm ngọc trai nữa, chốt lên giùm em đầm này 300, sale còn 201, đầm rớt tay đen nè. Đầm này em còn size dưới 72 và dưới 82kg. Chị nào chưa chốt đầm này phân xuông chốt lên giùm em nha, đầm ngọc trai. Còn dưới 72 và dưới 82kg. Chị nào chốt thì chốt lên giùm em để em ra đồ nè. Rồi đưa cái bao hàng bơm vô. Cái bao hàng bơm lộn xộn vô giùm em ơi. Lên bao hàng sơ hàng bơm nữa rồi mình nghỉ nè mấy chị. Đầm này em chỉ còn size số 1 và size số 2 là tương đương là dưới 72 và dưới 82kg nha. Chế nào chưa chốt đầm này thì cứ chốt lên giùm em. Mỗi chị tay phụ em ra hàng tồn với mấy chị. Tiếp tục mấy chị ơi. Tiếp tục. Rồi đưa vô đây. Tiếp tục mấy chị. Mấy chị muốn chờ xếp FF đúng không? Rồi chờ chút. Kiếm cái móc treo cái đầm này lên. Đầm 500 mấy lên nè. Áo khoác 500 mấy ngàn lên nè. Bữa nay kia mấy chị biết sao không quen phim bay rồi nó đỡ khổ chua
ngày đầu, ngày thứ nhất, ngày thứ hai em giống như một cái con điên đó mấy chị. Trời ơi, em lay quay và bữa nay em tải hệ thống gì rồi, em biết làm bill rồi. Mấy bữa đầu em làm bill coi như em bị stress luôn á, thiệt luôn. Em cứ nghĩ nó sợ tên không có được, em phải đưa qua Facebook Đỗ Hồng Phước mà bữa nay sợ được rồi. Chị lấy kem body, lấy cho chị Ngọc Phi Trần hộp kem body anh ơi. Anh ơi, anh lên cái chỗ ngủ em nó có hộp kem body trên đầu giường á, anh lấy xuống cho em. Với lại lấy cho chị Ngọc Phi Trần một hộp kem body mới 320 ngàn. Còn lấy cái hộp kia vô em test cho khách coi. Hộp màu xanh ở trên đó em nhập 500 hộp á. Hộp tròn bự màu xanh nè, trên đầu giường em á. Với lại trên ghế anh à, em nhập về bữa con Thông mới chở về đợt sau 4 thùng á. Cảm ơn chị Mai Quỳnh, khách cũ mà. Chị Ngọc Phi Trần kem body dùng thích hả chị? Trời ơi, kem body Hàn Quốc dùng đúng thích luôn á. Thứ nhất là không rít, không triển. Thứ hai là mặc đồ đen vô không bao giờ dính trên đồ đen. Thứ ba là khi mà mấy chị đánh lên hai tay một trời với một vực, mà mấy chị dùng 5 ngày 7 bữa nửa tháng, mấy chị thấy cái tay của chị mấy chị giống như da em bé vậy á. Giống như da em bé. Rồi để em ôm cái bộ tao xếp FF đó em quất cho mấy chị luôn đây. Nè có xếp thể thao nhung nữa nè. Có xếp thể thao nhung nữa mà chưa lên được nè. Chờ chút thôi mấy chị. Nè có cái xếp trắng đen này nè. Còn sai lĩa quất luôn ơi. Hãy quất đi đừng ngại ngùng. Hãy quất đi cho nó đổ nở luôn. Vô đi mấy chị ơi. Tay này là 80kg nè. Bộ này dễ thương lắm nha mấy má. Size này là dưới 90kg nè. Size này là dưới 70kg nè. Rồi hết size dưới 100kg rồi nha. Rồi quất đây mấy chị. Chút nữa em đắp cái bộ này em sale cho mấy chị. Bộ trắng đen còn đúng 4 bộ quất luôn. Quẹo lửa mấy chị ơi. Dưới 70kg, dưới 80kg và dưới 90kg đây. Hôm nay của chị Ngọc Phi Trần. Để em ghi trên này luôn anh khỏi. Chị Ngọc Phi Trần nè. Cái hàng của Hàn Quốc không phải như hàng chợ, hàng Hàn Quốc mấy chị phải dùng từ từ. 320 ngàn của chị Ngọc Phi Trần nè. Em đánh cho mấy chị coi cái kem body nè. Em nói thiệt sự là cho mấy chị test mã vạch luôn nha. Hàng này là hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Em không có bán rầm rộ, em không có đi chào như người ta. Em bán lẳng lặng lắm mấy chị. Tại vì hộp này em đang dùng. Cái này là mấy chị soi gương được nè. Mấy chị coi hộp kem Win bên em nè. Body Win. Nó theo cái thương hiệu của OK chị Jenny Trần. Nó theo cái thương hiệu của thằng, nó theo cái thương hiệu á là của thằng Ohui á mấy chị. Cho nên là khi á mấy chị đánh lên á, khi mà mấy chị đánh lên và mấy chị dùng á mấy chị à, đã lắm. Em nói thiệt với mấy chị, không đã đi kiếm ý yêu, không đã mấy chị cứ đi kiếm em. Mấy chị mặc đồ đen, mấy chị đồ vô nó không có rít, không có chỉnh đâu nha. Em nói thiệt luôn mà. Mấy chị ơi, nó thơm. Mấy chị biết sao không? Cái thơm mùi này là thơm mùi chết trai nè, thơm mùi Chanel Pháp. Mấy chị yêu ơi, mấy chị cứ đánh lên khoảng cỡ 5 phút. Nhất là mấy chị đi ăn tiệc á ha. Cái gì ăn? Chết trai chết. Em kêu chết trai dòng xỉu cái rật là giống như bị đứt dây chồng đúng cùng. Mấy chị ơi, khi mà đánh lên á, chút xíu nữa nó thẩm thấu vô. Lúc nhất là mấy chị đi ăn tiệc mà mặc mà những cái đầm dây á mấy chị à. Cái kem này mà chị, hình như chị Ngọc Phi Trần dùng 2 hộp rồi đó. Nhưng con Nguyễn Hoàng Xuân Hương cũng 2 hộp rồi. Bé Nguyễn Hoàng Xuân Hương nó cũng 2 hộp. Mà đẹp lắm mấy chị à. Nó dùng nè. Mấy chị coi cái tay em nè. Mấy chị thấy cái độ mịn của nó nè. Nó mềm lắm mấy chị coi nè đó. Mấy chị thấy không? Nhưng mà ở ngoài mấy chị nhìn nó rất là mịn. Mà nó không có thấy chỗ trắng chỗ đen như người ta đâu mấy chị coi nè. Đó. Mấy chị thấy không? Mà mấy chị biết sao? Nó thơm mùi Chanel Pháp cực kỳ. Nó thơm nó, để em đánh tay bên này nữa chứ không. Chút nữa ra cho người ta kêu em dân tộc thiểu số nữa. Trời ơi nó đã lắm mấy chị. Nó rất là đã. Mấy chị càng dùng nè, tối lên ngủ trước khi ngủ hoặc là tối tắm rửa lo cho chồng con xong, vô ngồi coi live stream tắm rửa nghiêng mình nằm phơi háng xong rồi bắt đầu đánh cái kem này lên, nằm coi lên em live stream xong rồi bấm điện thoại chốt hàng xong rồi ngủ luôn, ngủ tới sáng, sáng dậy ưng là tắm rửa, không ưng cứ để cứ đánh tiếp lên, cứ tối ngủ là cứ đánh lên vậy á mấy chị. Còn cái này mà mấy chị đánh kem body để mà mấy chị đi chụp hình á, hoặc là mấy chị hàng ngày á, kem body này mà hàng ngày mấy chị dùng á rất là ok. Dạ hộp 320 chị. Hộp 320 ngàn. Trời ơi 320 mấy chị dùng biết chừng nào cho hết. Dùng thường xuyên thì 1 tháng. Dùng thường xuyên á nghĩa là sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh á. Chứ làm gì mà cho hết cái hộp mấy chị. Cái hộp bự chà bá lửa luôn mấy chị thấy không. 200g. Hàng này cũng đúng Hàn Quốc nhập khẩu luôn. Có nguyên một công nghệ dây chuyền. Bữa nào rảnh rảnh em đăng cái video clip cho tụi cho mấy chị coi. Cái đó là năm ngoái là tụi em đi Hàn Quốc á.
320 chị Trần Phát. Em nói thiệt mấy chị mà vừa mở cái kem, hộp kem ra mấy chị đánh, mấy chị ghiền lắm. Không có bớt, không có rít mà cực kỳ thơm. Thơm lừng, thơm lầy, thơm lội luôn mấy chị. Thơm rất là thơm. Em tới 8 dòng mỹ phẩm lận. Em tới 8 dòng mỹ phẩm lận. Đây mấy chị lên bộ này nha. Rồi bộ này bây giờ bán cho mấy chị nhiêu? 160 ngàn. Rồi chốt bộ này cho chị. Chốt bộ này cho chị Jenny Nguyễn nè. Chốt bộ này 2X cho chị Jenny Nguyễn nè. Jenny Nguyễn 2X nè. Jenny Nguyễn bán 150 luôn đi cho. Bán 150 ngàn luôn đi cho đỡ, đỡ cho ra đi cho nó mau nè. 150 ngàn bộ nha mấy tình yêu ơi nè. Hơi bị dễ thương, phải cực kỳ đẹp chứ không phải nói sale mà kêu hàng hàng tào lao giúp vào bán rẻ đâu. Không có nha mấy má. Bên em là không hề, không có. Ok. 150 ngàn bộ quẹo lựa cho hết hàng nè. 150 ngàn bộ quẹo lựa cho hết hàng. Quẹo lựa này cho hết hàng thôi chứ hàng này em mới may lên nha mấy chị. Rồi 150 ngàn bộ, chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em dưới 70, dưới 80 và dưới 90. Comment giùm em bộ nơ hoặc là bộ caro 150 ngàn nè mấy chị thấy không? Em chấm luôn, Linh Trần một bộ 70kg phải không Linh? Linh Trần nè, Trần lấy cho Trần Phát một hộp với anh ơi. Lấy xuống 5 hộp chắc kệ gỗ xuống cho em. Linh Trần nè, 150 ngàn dễ thương lắm mấy chị. Dạ ok, Hân Gia một bộ 65kg của Hân Gia nè. Hân Gia 150 ngàn của Hân Gia nè. Đó, FF vàng có size em không? Cái bộ hồi nãy là size gì cũng biết nữa. Không, bộ này size L hết rồi, để em kiếm. Em có, em để cho chị ra hết rồi. Nè Linh ơi, chị còn cái bộ này nè, chờ chút chị lên đưa ra. Để em chốt bộ này xong cái ạ. 150 của Ngọc Châu nè, dạ để em coi thử nha chị Ngọc Châu. Coi thử còn size chị không nè. Dạ còn size dưới 80kg không mà hết rồi mấy chị ơi. Em còn size dưới 80 và dưới 90 rồi Ngọc Châu. Ngọc Châu lấy dưới 80 đi. Hồi nãy biết Linh là lấy size XL cho Linh. Nãy biết là nó lấy size XL cho Linh. Linh lo tao sợ cái bụng mày bị chặt quá Linh nè. Linh Trần nè. Để chốt bộ kia lại cho Ngọc Châu. 150 ngàn. 150 ngàn. Nơ 80kg của Khổng Phương. Có luôn Khổng Phương ơi. Anh ơi rút bộ bộ caro này của ông Linh đưa lại em ạ. Đưa cái bộ hộp body vô. Rồi. Cái bộ này là của ai quên mất mẹ rồi. Hết dưới 70kg rồi nha. Bộ này của chị Ngọc Châu nè. Ngọc Châu 150 ngàn nè. Rồi tiếp tục ai ai. Khổng Phượng nè. Khổng Phượng nè. Hết size dưới 70kg rồi. Khổng Phượng nè. 150 ngàn của Khổng Phượng nè. Lấy bộ FF giống vậy 75kg 220 FF nâu ở Loan Phạm. Để em coi thử còn không nha Loan Phạm ơi. Còn hai bộ dưới 70kg rồi Loan ơi. Hết 75kg rồi. Hết rồi cục cưng ơi. Hết sạch hết xẻ luôn. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi gái ơi. Hết sạch hết xẻ luôn. Caro 70kg hết. Caro chỉ còn bộ FF. Bộ FF nâu còn hai bộ dưới 70kg bán luôn nha mấy chị 200. Nơ 77kg. Nơ 77kg hết rồi. Bây giờ chỉ còn nơ dưới 90kg thôi nha. Nơ bây giờ chỉ còn dưới 90kg thôi. Chị nào chưa chốt nơ dưới 90kg chốt giùm em. Lấy cái FF nâu là tới 200 ngàn á nha chị. Chị Hân Gia ơi, FF nâu tới 200 ngàn chị. Em nói thiệt với chị, hai mình vải y chang thôi. Tại vì cái này nó bị mắc cái sao chàng hãng. Cái này em bị mắc cái sao chàng hãng nha. Kem body của ai? Kem body của chị Trần Phát. 320 ngàn. Hân Gia đổi luôn phải không? Rồi ok. Đổi luôn cho hết hàng. Anh ơi, đứng dậy rút cho em bộ caro. Bộ caro của Hân Gia lại đi. Hân Gia lấy bộ này 200 nè. Bộ caro của Hân Gia.